chương 1440, người trả giá cao được. 80 triệu, cô Thiếu Vân từ tốn nói, tựa hồ sở hữu Kim Sơn, có vẻ ung dung không vội. 90 triệu, triệu khổ tranh đấu, không chút do dự mà tăng giá. Một ức, 110 triệu, có hai hào môn thiếu chủ đấu pháp, giá cả của Thái Nhất Ngọc Tùy Tâm thẳng tắp tăng vọt, cũng làm cho những người khác căn bản không có cơ hội tranh giá, trong nháy mắt liền vượt qua cực hạn. Nhưng khi giá cả đi tới 150 triệu, triệu khổ cũng bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, hắn dẫn theo 200 triệu chân nguyên thạch, khoảng cách giới hạn đã rất gần, nhưng đối phương vẫn ung dung không vội như cũ, tựa hồ nắm giữ tài lực không chỉ số này. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất mất mặt, đây chính là ở trước mặt hàn thiếu A, chuyện thứ nhất hắn làm cũng không thể làm thỏa đáng, để hắn làm sao chịu nổi. 200 triệu, hắn trực tiếp gọi ra cực hạn, nỗ lực ở trên khí thế áp đảo đối phương. T, 200 triệu, tuy thái nhất ngọc tùy tâm có tiền cũng không mua được, xuất hiện một viên sẽ gợi ra tranh đoạt, nhưng 200 triệu thì quá mức rồi. Khoảng chừng một ức hẳn là cực hạn, hết cách rồi, có hai con cháu thế ra đấu, dù bán ra 300 triệu ta cũng không kỳ quái. Phía dưới mọi người dồn dập nói, đại bộ phận người là vì Thái Nhất Ngọc vì tâm đến, nhưng ngay cả cơ hội tranh giá cũng không có. Tăng giá mạnh như vậy, ngay cả cô Thiếu Vân cũng kinh sợ, lại không có theo vào. 200 triệu lần 1, 200 triệu lần 2, 210 triệu, ngay ở thời điểm triệu khổ cho rằng kết thúc, chỉ nghe cô thiếu vân mở miệng lần thứ hai tăng giá đệt chịu khổ nhất thời mắng ra tiếng nhưng nhìn thấy thiên phượng thần nữ cao mày vội vã cười làm lành nói xin lỗi chị dâu là ta miệng tiện ta từ phạt hắn đùng 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 quạt mình mấy cái bạt tai đương nhiên chỉ là chạm thử tỏ thái độ mà thôi đến cái giá này kỳ thực đã vượt xa giá chị nên có của thái nhất ngọc vì tâm là hai con cháu thế gia mới sẽ đánh đến không còn biết trời đâu đất đâu bởi vậy những người khác đều chỉ xem cuộc vui không người hỏi thăm. Hàn thiếu, xin lỗi, ta không đủ tiền." Triệu Khổ đỏ mặt nói, hắn con mẹ nó quả thực là vô cùng nhục nhã, như hắn còn có thời điểm thiếu tiền. Nhưng không có cách nào, ngoại trừ ngân long chiến giáp ra, những thứ khác đều bị Lăng Hàn vơ vét, lẽ nào hắn không cần bỏ ra tiền mua lại sao? Bởi vậy, tiền nhiều hơn nữa cũng không đủ hắn tiêu xài, bây giờ còn hơn 200 triệu kỳ thực đã không dễ dàng. Lăng Hàn không có để ý, mở miệng nói, "250 triệu?" "Hả?" tất cả mọi người kinh ngạc lại nhô ra người thứ ba hơn nữa người này cùng chịu khổ rõ ràng ở trong một bao xương là đại thiếu nhà nào đúng rồi lúc nãy không phải tư đồ gia đang chiêu đãi chịu khổ sao có người tin tức linh thông lập tức nghĩ đến trong âm thầm khe khẽ nói rất nhanh mọi người liền biết hiện tại người ra giá cạnh tranh chính là tư đồ lâm tư đồ lâm này can đảm thực không nhỏ lại dám tranh giành với cô gia thiếu gia chủ yếu là hiện tại giá tiền này đã cực kỳ cao nếu như cuối cùng vẫn là cô gia thiếu gia thắng được, vậy cô thiếu vân tất nhiên sẽ cho rằng là tư đồ lâm cố ý tăng giá, khó tránh khỏi ghi hận. Nhưng nếu như tư đồ lâm đấu giá đắc thủ, vậy mặt mũi của cô thiếu vân khẳng định không nhịn được. Bất luận kết quả nào, e là tư đồ gia đều phải đắc tội cô gia. Không ổn a, à, nếu như tư đồ lâm ở đây, khẳng định lại muốn thổ huyết, mẹ chứng a, cái này liên quan gì tới hắn. Cũng quá hoan đi, 260 triệu, cô thiếu gia trần chờ một chút, mới tăng giá. Hiện tại cái giá này cũng vượt qua tâm lý của hắn, nhưng thân là cô gia đại thiếu, hắn làm sao có thể chịu thua. Hiện tại tranh giành không phải thái nhất ngọc vì tâm, mà là một hơi. 300 triệu, lăng hàn nhẹ như mây gió, hắn không chỉ tay cầm 10 ức chân nguyên thạch, hơn nữa còn có rất nhiều đan dược, thần khí ủy thác bán đấu giá, đại bộ phận là gia sản của triệu khổ, làm sao cũng có thể bán 2-3 ức. Vì lẽ đó, hắn giàu nước đố đổ vách, hoàn toàn không thèm để ý. 310 triệu, Cô Thiếu Vân bắt đầu lau mồ hôi lạnh, hắn đã có linh cảm, mình muốn thua. Quả nhiên, âm thanh của Lăng Hàn lập tức nhẹ nhàng truyền lại. 350 triệu, lần này, cô Thiếu Vân trần chờ một hồi lâu, cuối cùng không có mở miệng nữa. 350 triệu lần 1, 350 triệu lần 2, 350 triệu lần 3, thành giao. Người bán đấu giá gõ bàn một cái, quyết định thái nhất ngọc tùy tâm thuộc sở hữu. Lăng Hàn lộ ra vẻ hài lòng, hắn cuối cùng hoàn thành hứa hẹn với tử lão đầu hắn đạt được rất nhiều chỗ tốt của từ lão đầu, bất kể là thất sát chấn hồn thuật, hay lục hợp bát hoang công, đều là công pháp thượng thừa, giúp đỡ hắn rất lớn. Mà hắn nhận tích thủy tri ân của người, sẽ dũng tuyển báo đáp. Sự tình của từ lão đầu hắn vẫn để ở trong lòng, hiện tại hoàn thành, để hắn cảm giác trong lòng buông lòng. Lần này về hợp ninh tinh liền không lo lắng, hàn thiếu, người thật đúng là giàu nứt đố đổ vách, ta phục. Triệu khổ dơ ngón tay cái nói, có mấy phần là giả ra, nhưng cũng có mấy phần là chân tâm, dù sao hắn cũng không bỏ ra nổi một khoản tiền lớn như vậy, chỉ ít đoạn thời gian gần đây là khẳng định không bỏ ra nổi. Lăng Hàn chỉ mỉm cười, hắn và Triệu Khổ không phải cùng đường, nên không có ý nghĩ kết giao bằng hữu. Sau đó lại có rất nhiều thứ lấy ra bán đấu giá, có thần thiết, cũng có thần khí, còn có đan dược, rất tạp nham. Lăng Hàn ra tay, mua toàn bộ thần thiết, dùng để cho tiên ma kiếm nuốt chừng, còn thần khí thì thôi, giá cả tương tự hắn có thể mua được 10 phần thần thiết, ngược lại cũng cho tiên ma kiếm nuốt chừng tại sao phải mua mắc chứ? Ô, sao thần khí này có chút quen thuộc nhỉ? Triệu khổ nhàm chán nhìn, nhưng khi một thanh trường đao lấy ra bán đấu giá, hắn gãi gãi đầu, chỉ cảm thấy đồ chơi kia nhìn rất quen mắt. Thiên phượng thần nữ cười thầm, sao có thể có chuyện không quen mắt, vốn là thần khí của triệu khổ, sau đó bị lang hàn đoạt, cầm tới nơi này bán đấu giá. Thần khí trước tiên đổi thành chân nguyên thạch, lại mua thần thiết, cho dù bị phòng đấu giá chụp đi một bộ phận thủ tục phí, nhưng vẫn còn rất nhiều. Sau đó, Triệu khổ không ngừng phát hiện, thần khí bán đấu giá nơi này rất nhiều cái làm cho hắn có cảm giác đã từng quen biết, cho đến khi một thanh thần kiếm cuối cùng bán ra, hắn mới đột nhiên nhớ tới, con mẹ nó tất cả đều là của hắn. chương 1441, ra khỏi thành. Hắn không khỏi ai oán nhìn Lăng Hàn, nguyên lai một thân gia sản của mình đều bị Lăng Hàn bán. Tuy trong lòng khó chịu, nhưng hắn nửa điểm cũng không dám hiển lộ, đùa giỡn, người ta là hậu nhân của sáng thế cảnh, hắn liều tra được sao? Đương nhiên, nếu như hậu trường của hắn còn có thể cứng rắn hơn một chút vậy hắn nhất định sẽ lộ ra nguyên hình lập tức trở mặt với lăng hàn hắn chính là người như vậy triệu khổ cũng ra tay mua lại vài món thần khí vốn thuộc về mình có thể được hắn thu gom những thần khí này đều không bình thường chỉ là cô thiếu vân cạnh tranh thái nhất ngọc vì tâm thất bại tự nhiên ghi hận triệu khổ cố ý tăng giá để triệu khổ tổn thất nặng nề hắn sắp muốn khóc rõ ràng là thần khí của hắn nhưng còn phải ra giá cao mua về đồng thời hắn cũng hận cô Thiếu Vân đến nghiến răng, thề nhất định phải để tên kia đẹp đẽ, lại dám đối phó hắn. Buổi đấu giá kéo thời gian rất dài, sau 5 ngày mới kết thúc, Lăng Hàn thu hoạch tràn đầy, chẳng những nhận được thái nhất ngọc tủy tâm, còn có rất nhiều thần thiết cấp 9. Hắn đi kết toán, nhưng chỉ trả 70 triệu chân nguyên thạch mà thôi, bởi vì hắn bán đấu giá đan dược cùng thần khí hơn 4 tỷ, nếu không phải hắn còn mua rất nhiều thần thiết, kỳ thực còn có thể thu vào rất nhiều chân nguyên thạch. Tư đồ lâm đúng không? Lúc Lăng Hàn đi ra, chỉ thấy một thanh niên đứng ở trước mặt của hắn, vóc người thon dài, con mắt cực nhỏ, hắn nhìn chằm chằm lăng hàn. Ta nhớ kỹ ngươi, hắn là cô Thiếu Vân, nói xong câu đó, hắn liền xoay người rời đi, lại không cho lăng hàn cơ hội nói chuyện chút nào. Sắc mặt lăng hàn không khỏi quái lạ, cựu hận này lại bị tư đồ lâm lôi đi, hắn nên xông lên giải thích một chút sao. Quên đi, ha 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 ha, triệu khổ cười to, thầm nghĩ ngày sau cô Thiếu Vân phát hiện mình náo loạn một cái ô long, trên mặt sẽ là vẻ mặt gì, cái này nghĩ một hồi liền để hắn cười đến đau bụng. Lăng Hàn mang theo thiên phượng thần nữ rời đi, hắn đương nhiên sẽ không lưu ý sau đó cô thiếu vân tìm tư đồ lâm phiền phức. Trở lại khách sạn, bọn họ hơi chuẩn bị, liền dự định rời đi, đi tới đại doanh thành, sau đó bọn họ sẽ rời vân đính tinh, về hợp ninh tinh. Trăm năm kỳ hạn đến, Lăng Hàn sẽ về đây, tới tinh xa vũ viện của tứ phương tinh vực, gặp gỡ thiên kiêu chân chính của thần giới một lần. Ta không thể theo các ngươi rời đi, lệ nhược đồng cắn môi, gia tộc đã phái người trông coi ở cửa thành nếu ta ra khỏi thành chắc chắn sẽ bắt ta về lăng hàn không khỏi cười to nói không sao nếu như ta muốn dẫn người rời đi ai có thể ngăn cản lệ nhược đồng tự nhiên không tin tuy lăng hàn rất mạnh nhưng dù sao chỉ là tiểu cực vị sơ kỳ coi như ngươi là thiên tài thập tinh cũng chỉ có thể ngang hàng đại cực vị hậu kỳ nhưng lệ gia nắm giữ lão tổ đại viên mãn càng là thiên tài tứ tinh đây là nghiền ép tuyệt đối nhưng đây là ân sư của tình lang cho dù trong lòng nàng không tin nữa cũng không dám nghi vấn. Chỉ là nàng rất nhanh phát hiện, những người khác cũng mỉm cười dịu dàng, tựa hồ tràn ngập tự tin với Lăng Hàn. Chuyện gì thế này, nàng biết Lăng Hàn rất yêu nghiệt, nhưng các người sùng bái nam nhân này cũng quá mù quáng à. Lăng Hàn nở nụ cười nói, cũng nên để cửu yêu cùng nhược đồng tiến vào hắc tháp. Hắn vung tay lên, mang tất cả mọi người vào hắc tháp. Nhất thời, người chưa từng vào hắc tháp đều khiếp sợ, đây chính là không gian thần khí A. Lăng Hàn dẫn tất cả mọi người tới dưới luân hồi thụ nói. Các ngươi trước tiên ở nơi này tìm hiểu, chờ trở, trở lại đại doanh thành, ta sẽ tiếp các ngươi ra. Cũng được, phong phá vân gật đầu, địa long tông chiến một trận, ta tích lũy lượng lớn võ đạo tâm đắc, đang cần cẩn thận tìm hiểu một phen. Ừm, mộ dung thanh cũng gật đầu, lệ nhược đồng đã chấn kinh đến nói không ra lời, mà năng lực thích ứng của cửu yêu thì cực kỳ đáng sợ, đã ngồi xếp bằng ở dưới luân hồi thụ bắt đầu tìm hiểu, vô tương thánh nhân cùng tu la ma đế thì đã sớm ngồi ở nơi này đang bế quan khổ tu cũng không có bị kinh động lang hàn cùng thiên phượng thần nữ ra hắc tháp hiện tại thiên phượng thần nữ gặp phải bình cảnh tinh thần cảnh không phải một mực tìm hiểu liền có thể vượt qua chỉ cần đốn ngộ liền linh quang hiện ra bởi vậy nàng vẫn quyết định đi lại ở trong thiên địa thưởng thức nhân sinh tích lũy cảm ngộ hai người sóng vai đi về phía ngoài thành bọn họ hiển nhiên bị ba gia tộc lớn nhìn chằm chằm đi tới cửa thành thì gặp phải kiểm tra nghiêm khắc bởi vì thần linh có thể thu nhỏ thân thể lại giấu ở trong ống tay áo nhân cơ hội bị mang ra thành cũng rất bình thường nhưng lang hàn là tinh thần cảnh ai dám đi tới soát người thiên phượng thần nữ là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn tương tự không thể làm nhục bởi vậy cho dù nơi này có tinh thần cảnh tọa chấn cũng chỉ dùng thần thức nhìn quét mấy lần xác định trên người lang hàn và thiên phượng thần nữ không có khí tức khác lúc này mới cho đi người đoán chút nữa chúng ta có thể gặp phải truy sát hay không Lăng Hàn ghé vào bên tai Thiên Phượng Thần Nữ nói, "Đó là tất nhiên." Thiên Phượng Thần Nữ nói, trên người Lăng Hàn còn có lượng lớn chân nguyên thạch, còn có Thái Nhất Ngọc Phỉ Tâm, trước ở trong thành mọi người còn có chút kiêng kỵ, nhưng chỉ cần vừa ra thành, vậy khẳng định là đầu trâu mặt ngựa nào cũng sẽ đi ra. Nói không chừng, không thể làm gì khác hơn là đại khai sát giới. Trong ánh mắt của Lăng Hàn nhảy qua một đạo sát khí. Ra khỏi thành không tới một nén hương, liền thấy giữa bầu trời xẹt qua một bóng người, chặn lại đường đi của bọn họ đây là một người da xanh, không cần phải nói, đây nhất định là người của tư đồ gia, hơn nữa Lăng Hàn còn từng thấy, chính là tư đồ kiến viễn. Các hạ, người thân là cường giả tinh thần cảnh, nhưng giả mạo tiểu bối tộc ta, không cảm thấy quá mức sao. Tư đồ kiến viễn từ tốn nói, trên hai tay có thần văn phát sáng, đang ấp ủ đại chiêu. Lăng Hàn rất bình tĩnh nói, ta có nói qua mình là người của tư đồ gia sao? Người khác hiểu lầm, kia là chuyện của người khác, ta không có nghĩa vụ đi sửa sai lầm của người khác. Hừ, mặc ngươi lưỡi nở hoa sen, ngày hôm nay lão phu cũng phải bắt ngươi." Tư Đồ Kiến Viễn đột nhiên nhảy lên, giết tới Lăng Hàn. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng, tụ phong thành cũng không chỉ hắn là tinh thần cảnh, người mơ ước của cải trên người Lăng Hàn nhiều lắm, nếu như hắn không nhanh tiêu diệt Lăng Hàn, vậy sẽ rất phiền phức. Chương 1442, Khải Linh thuật. "Chết, hắn giết tới trước người Lăng Hàn ba trượng, khoảng cách này hắn có thể công kích tốt nhất." Hắn vung ra một trường thần văn tỏa ra, kết ra một quang phù chu vi có tới ba trượng, đánh về phía lăng hàn. Phía sau hắn lại có ba viên tinh thần hiện lên, cho thấy tu vi của hắn là đại cực vị. Oanh, ba viên tinh thần ra chỉ lực lượng cho quang phù, hình thành xung kích tính chất hủy diệt. Oanh, oanh 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 oanh, quang phù lay động qua, đại địa chịu khổ trà đạp, hiện ra từng vết nứt, sâu không thể nhìn thấy đáy. Chỉ lóe lên như vậy, quang phù đã đánh tới trước người lăng hàn. Lăng hàn đưa tay ra, nhấn về phía trước, chi, thanh âm chói tai vang lên lăng hàn bị quang phù thúc đẩy không ngừng lui về phía sau một đường ép qua mặt đất hiện ra một rãnh sâu lui ra trăm dặm mới ngừng lại mà quang phù thì chớp lên một cái cuối cùng biến mất tư đồ kiến viễn không khỏi hé miệng lộ ra vẻ khiếp sợ hắn con mẹ nó đây là lực lượng nào cái thể phách gì a à? đối phương chỉ là tinh thần cảnh tiểu cực vị mà hắn là đại cực vị trung kỳ hai người tranh lệch chín tiểu cảnh giới nhỏ đây là nghiền ép tuyệt đối nhưng đối phương lại không có bị lực lượng của hắn ép bằng mà lấy phương thức bị oanh lùi chậm rãi hóa giải lực lượng của hắn cái thể phách này cũng quá mạnh mẽ đi bằng không đâu thể nào chịu đựng được trùng kích như thế đã sớm hóa thành cho bụi biến thái a lăng hàn thu tay về không khỏi cau mày nói tu vị tranh lệch hơi lớn quả nhiên quá miễn cưỡng tu vi của hai người tranh lệch chín tinh cho dù tư đồ kiến viễn chỉ là thiên tài nhất tinh bọn họ vẫn tranh lệch bốn tinh lực lượng đây chính là tranh lệch vạn lần a cũng còn tốt, lực lượng chỉ là một bộ phận của sức chiến đấu. Miễn cưỡng, đi chết đi, nếu tư đồ kiến viễn ra tay, tự nhiên không có ý định thả lăng hàn sống sót rời đi, hắn hét dài một tiếng, ba viên tinh thần vòng quanh thân thể xoay tròn, hóa thành từng viên đại tinh, sau đó bị hắn thúc đẩy ngay chân áp tới lăng hàn. ầm um, đại tinh đập xuống, dường như diệt thế, lăng hàn không hề bị lay động, vung tay lên đưa thiên phượng thần nữ ra xa, sau đó chỉ tay về phía tư đồ kiến viễn, cười nói. Lão ra hỏa, không nên quá ngông cuồng hắn thả ra thiên uy oanh khí tức bức cuốn quanh người mười dặm đều bị bao phủ cái gì tư đồ kiến viễn không khỏi kinh hãi đến biến sắc hắn đột nhiên phát hiện lực lượng của mình lại sụt giảm hai tinh hai tinh lực lượng a tương đương với tước đi hai tiểu cảnh giới nhỏ của hắn lập tức tranh lệch lực lượng giữa hắn và lăng hàn liền thu nhỏ lại đến hai tinh tuy vẫn nghiền ép nhưng tính cả thể phách khủng bố của lăng hàn thì đã ở trong phạm vi lăng hàn có thể chịu đựng tuy không thể xem như đánh nhau cùng cấp, nhưng ta cùng cấp vô địch, cũng không có gì hay. Lăng Hàn hét dài một tiếng, thân hình bắn ra, phát động phản kích về phía tư đồ kiến viễn. Hắn lấy chỉ làm kiếm, triển khai lôi đình kiếm pháp, nhanh như chấp giật. Sức mạnh của hai người quả thật có tranh lệch, nhưng lôi đình kiếm pháp là lấy từ uy lực của thiên kiếp, lại dung hợp lực lượng quy tắc mà Lăng Hàn nắm giữ, uy lực vô cùng lớn, chỉ ít có thể bổ túc một tinh sức chiến đấu. Nguyên bản hai người tranh lệch hai cảnh giới nhỏ, nhưng sau khi lăng hàn sử dụng thủ đoạn liền thu nhỏ lại chỉ còn một tinh vậy thì có thể đánh nhau tư đồ kiến viễn giật mình vốn tưởng rằng lần này xuất khích là sự tình nắm chắc cho dù lăng hàn có thể đào mạng vậy ít nhất cũng phải thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên ảnh hưởng tu vi tiến bộ ngày sau không còn uy hiếp nữa nhưng mà lăng hàn lại dám cùng hắn đối kháng chính diện hơn nữa chỉ yếu một chút xíu điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được khải linh thuật tư đồ kiến viễn cuối cùng không dám xem thường lăng hàn lấy ra bí pháp chân chính của tư đồ ra, hắn vung chỉ mà động, vẽ ra từng phù hiệu kỳ quái, mà quỷ dị chính là những ký hiệu này ở trong không khí sáng lên lấp lóa, như viết chữ ở trên giấy. Đại thiên sắc phong, linh hồn thương thiên, linh hồn đại địa, còn không hiện thân. Ầm, uhm, theo hắn quát to một tiếng, linh khí trong không khí ngưng tụ, hóa thành một tồn tại hình người to lớn, trên người che kín thần văn, đại địa nứt ra, tương tự bỏ ra một quái vật khổng lồ do thổ linh khí tạo thành. Rất mạnh, lang Hàn thầm nói hai tồn tại này do linh khí ngưng tụ thành. Tạm nói là linh thể đi, rất mạnh, hơn nữa, đây cũng không phải cơ thể sống chân chính, tự nhiên không sợ thương tổn, tử vong. Chết, tư đồ kiến viễn chỉ tay một cái, hai vị linh thể lập tức vung ra nắm đấm về phía lăng hàn, nắm đấm to lớn giống như núi cao, từ trên trời giáng xuống. Lăng hàn phất tay, cuối cùng dùng tới tuế nguyệt thiên thu. Đây là tiên thuật, lúc trước thức bí pháp này của Đinh Diệu Long vừa ra, ngay cả cao hơn hắn hai cảnh giới nhỏ cũng không địch lại hiện tại ở trong tay lăng hàn phát huy ra cũng đạt đến hiệu quả đồng dạng công kích lão hóa lăng hàn nhân cơ hội phản kích oanh 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 chỉ mấy quyền mà thôi liền đánh hai vị linh thể thành cặn bã miệng của tư đồ kiến viễn há thành hình tròn căn bản không thể tin tưởng bí thuật này của gia tộc ở trước mặt lăng hàn lại không đỡ nổi một đòn xeo 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 giữa bầu trời có từng bóng người hạ xuống đều là cường giả tinh thần cảnh trong tụ phong thành tuy bọn họ xuất hiện chậm một chút nhưng hiển nhiên không có bỏ qua trò hay bọn họ vừa vặn nhìn thấy lăng hàn đại phát thần uy oanh diệt hai con linh thể hỏa thân điều này làm cho bọn họ tê cả ra đầu người trẻ tuổi này quá mạnh đi có rất nhiều người không nói hai lời trực tiếp xoay người rời đi chỉ cần lăng hàn không chết tiền đồ tương lai không thể đo lường vẫn là không nên cùng người như vậy kết thù cho thỏa đáng nhưng cũng có chút người không bỏ xuống được tham nghiệp vẫn vay ở bốn phía lăng hàn ánh mắt uy nghiêm đáng sợ giao ra thái nhất ngọc tùy tâm cùng hết thảy chân nguyên thạch, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Có người quát lên, ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua, không khỏi cười nói. Các ngươi tổng cộng có 8 người, ta nên giao đồ vật cho ai đây? Ngươi không cần quản, giao đồ vật ra là được. Lại có một người nói, hiển nhiên những người này cũng cáo giả, làm sao có khả năng trúng kế ly gián của Lăng Hàn. Tay phải của Lăng Hàn rung lên, cuối cùng lấy ra tiên ma kiếm. Nếu như ta nói không thì sao? Vậy thì, chết! chương 1443, chém tám cường giả tinh thần cảnh. Tám người tư đồ kiến viễn đồng thời ra tay, công về phía Lăng Hàn. Đây là người ngoài duy nhất, giết hắn, mọi người có thể thương lượng, phân phối thái nhất ngọc tỷ tâm cùng lượng lớn chân nguyên thạch. Nhưng Lăng Hàn chưa trừ diệt, vậy hết thảy đều chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Trong tám cường giả tinh thần cảnh, vẫn là lấy tư đồ kiến viễn thực lực mạnh nhất, ngoài ra còn có hai người đạt đến đại cực vị, nhưng chỉ sơ kỳ, trong năm người còn lại, ba người chung cực vị, hai người tiểu cực vị. Bọn họ cùng dùng bí pháp, muốn cấp tốc chân áp lăng hàn. Oanh, tinh thần hiện lên, có tỏa ra quang mang màu đen âm u, có óng ánh như thái dương, cự lực khủng bố bao phủ, không chút lưu tình. Lăng hàn tay cầm tiên ma kiếm, cười ha ha nói. Ta phải đại khai sát giới rồi, tiên ma kiếm ngâm khẽ, thân kiếm tự chấn, như dòng ngâm hổ khiếu, dưới ôn dưỡng lâu dài, tiên khí này cũng chậm chậm thông linh. Vù, hắn phát động thiên uy, tước đi tu vi của tám đại tinh thần cảnh hai tinh. Chuyện gì thế này, lực lượng của ta làm sao giảm xuống, đây là bí pháp gì, ngoại trừ tư đồ kiến viễn, bảy người khác đều kinh ngạc thốt lên, đột nhiên mất đi lực lượng quen thuộc của mình, để bọn họ không biết làm thế nào, thật giống như tận thế đến. Giết, lăng hàn cầm kiếm mà động, ánh kiếm ngang dọc, như phá cửu tiêu. Phốc, phốc, lập tức liền có hai cái đầu người bay lên, máu tươi từ trong gáy phun ra, xông thẳng tới chân trời đó là hai cường giả tinh thần cảnh tiểu cực vị, ở đại xích dương đế triều, thậm chí phóng tới toàn bộ thần giới cũng có thể xưng một tiếng cường giả, nhưng ngay cả một chiêu của lăng hàn cũng không đón được, trực tiếp bị miểu sát, thần hồn câu diệt. Oanh oanh, vì thế, lăng hàn cũng bị sáu cường giả đánh trúng, nhưng hắn chỉ phun mấy búng máu mà thôi, tuy thân thể còn bị xuyên thủng nhưng đã tách ra thần cốt, có thể nói, đây chỉ là tổn thương da thịt. Con mẹ nó, đây là cái phòng ngự gì, có người kinh ngạc thốt lên, cái này quá không hợp lý, nếu Lăng Hàn lấy ra đại bộ phận lực lượng dùng để giết người, vậy lúc này phòng ngự của hắn hẳn là cực kỳ suy yếu, làm sao có khả năng bị sáu cường giả oanh kích cũng chỉ phun vài ngụm huyết, thủng mấy cái động. Quái vật a, Lăng Hàn nhếnh miệng cười, phát động bất diệt thiên kinh, vết thương trên người hắn lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, hầu như chỉ nháy mắt mấy cái, hắn cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Mẹ trưng a, lần này, ngay cả Tư Đồ Kiến Viễn cũng chố mắt, hắn chỉ biết thể phách của Lăng Hàn mạnh mẽ nhưng không biết sức khôi phục của lăng hàn càng khiến người ta giận sôi làm sao giết quái vật như vậy bọn họ còn không biết chỉ cần lăng hàn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch Thương thế nặng đến đâu cũng có thể khép lại càng không biết lăng hàn còn có thể dục hỏa trùng sinh ở trong chết phục sinh không chỉ thương thế khỏi hẳn ngay cả lực lượng cũng có thể khôi phục lại đỉnh cao đáng tiếc chính là lấy thực lực của bọn họ phỏng chừng là không thể bước lăng hàn đến một bước này a à. giết lăng hàn khẽ quát trong mắt phun ra hàn quang thời khắc này hắn sát cơ sôi trào, không giết sạch những người này, kiếm thể không vào vỏ. Liên thủ, tư đồ kiến viễn hoảng rồi, không lo được đối phương chỉ là tinh thần cảnh tiểu cực vị, vội vã kêu to. Nếu như bị lang hàn không ngừng lấy tổn thương đổi mệnh, vậy không qua mấy lần bọn họ liền chơi xong. Mà lang hàn thì sao? Cái tên này vốn là bất tử chi thân, đổi làm sao cũng không có chuyện gì. Sáu người liên thủ, cùng nhau trông coi, đây quả thật là có hiệu quả rõ ràng. Thực lực của Lăng Hàn vẫn không có cường đại đến trình độ nghiền ép 6 người liên thủ, bởi vậy 6 người tư đồ kiến viễn dĩ nhiên không gây thương tổn được hắn, mà Lăng Hàn cũng tạm thời không thể làm gì 6 người. "Các hạ, chúng ta thừa nhận thực lực của ngươi." Tư đồ kiến viễn mở miệng, "Như vậy đi, ngươi lấy đồ vật ra, chúng ta chỉ cần một nửa." "Hừm, chỉ cần một nửa?" Những người khác dồn dập gật đầu, rằng coi như vậy nữa cũng không phải biện pháp. Lăng Hàn không khỏi bật cười nói, "Đầu của các ngươi đều bị lừa đá sao?" cái này rõ ràng là đồ vật của ta tại sao phải phân các ngươi một nửa vẫn là các ngươi để mệnh ở lại chỗ này cống hiến tất cả của cải cho ta a à. mơ hão sáu người dồn dập trách mắng tuy bọn họ tạm thời không làm gì được phòng ngự của lăng hàn nhưng liên thủ tự vệ là thừa sức thật sao lăng hàn giết tới cút sáu người đồng loạt ra tay đánh tới lăng hàn tuế nguyệt thiên thu lăng hàn nhẹ nhàng nói một tiếng tay trái vùng ra dòng lũ năm tháng cuồn cuộn, cuộn công kích sáu người đánh ra trong nháy mắt lão hóa, không cách nào ngăn cản hắn đột tiến. Lăng Hàn phát kiếm, triển khai lôi đình kiếm pháp, tiên ma kiếm tỏa ra thần quang vô tận, đây chính là tiên khí tương lai A. Phốc, khi Lăng Hàn xẹt qua, lại một tên cường giả tinh thần cảnh ngã xuống, đỉnh đầu của hắn bị tiên ma kiếm cắt bỏ, thần hồn đương nhiên cũng bị chém chết. Hai mắt người này còn mở lớn, tựa hồ tràn ngập không tin, cái này còn có thể chết. Chỉ còn năm, Lăng Hàn bình tĩnh nói, nhưng ngữ khí bình tĩnh như vậy, lại để năm cường giả kia cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Lăng Hàn dung tiên ma kiếm lên, lần thứ hai giết ra. Năm cường giả liên thủ, nhưng đối mặt Tuế Nguyệt Thiên Thu lại bó tay hết cách, công kích trong nháy mắt lão hóa, phảng phất như không có ra tay ngăn cản. Mà nói đến phòng ngự, chỉ cần bị tiên ma kiếm chém chúng, có phòng ngự nào có thể không phá. Chỉ ít, trong cấp bậc tinh thần cảnh, đã không có phòng ngự gì có thể ngăn tiên ma kiếm công kích. Phốc, 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 từng cái đầu người bay lên, máu tươi phun trào, từng cường giả ngã xuống, cuối cùng, chỉ còn dư lại ba tên đại cực vị. Ngược lại không phải phòng ngự của bọn họ có thể chặn được tiên ma kiếm, mà là bọn họ không liên thủ nữa, công kích vừa đến liền dồn dập ai đi đường nấy, không để tiên ma kiếm chém chúng. Lăng Hàn không khỏi cười to, thật không có uổng phí hắn bỏ ra tinh lực cùng tài lực lớn như vậy, sau khi bước vào cấp 9, tiên ma kiếm càng ngày càng khủng bố. Đây mới là uy năng mà tiên khí tương lai phải có. Bắt nàng, đột nhiên tư đồ kiến viễn chỉ thiên phượng thần nữ, không sai, bắt nữ tử này đến uy hiếp, hai người khác cũng hai mắt sáng ngời, lập tức giết về phía thiên phượng thần nữ. chương 1444, gốc gác của Bảo Lâm Các. Muốn chết, lang hàn sát khí như rực cháy, đột nhiên vung tay lên, vô tương thánh nhân lần thứ hai bị hắn quăng ra. Tiểu tử thúi, ngươi xong chưa? Vô tương thánh nhân thoát ly hoàn cảnh của luân hồi thụ, tự nhiên lập tức dừng lại tìm hiểu, mà ở trong cơn giận dữ, hắn hoàn toàn thả ra khí thức của thánh nhân a à, ba người tư đồ kiến viễn tìm mật lạnh lẽo đây chính là khí thức của thánh nhân a lang hàn nhân cơ hội giết ra triển khai trích tinh bộ sau khi tìm hiểu uy lực của thiên kiếp tốc độ của hắn cũng tăng thêm kinh khủng trong nháy mắt liền giết tới tiên ma kiếm vung ra phốc 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 ba cái đầu người không có chút hồi hộp nào mà phóng lên trời bị khí thức của thánh nhân khiếp sợ ba người tư đồ kiến viễn thậm chí ngay cả một chút chống cự cũng không làm tiểu tử vô tương thánh nhân còn muốn nói nhưng bị lăng hàn thu vào trong hắc tháp động tác trôi chảy quả thực là cực kỳ quen thuộc lăng hàn cất đi không gian linh khí của tám tên cường giả tinh thần cảnh cũng không nhìn kỹ trực tiếp phá không rời đi hắn cũng mặc kệ sau khi chết nhiều cường giả tinh thần cảnh như vậy sẽ khiến tụ phong thành sóng gió động trời như thế nào nguyên tắc của hắn rất đơn giản người muốn giết ta vậy ta liền giết ngươi không có gì để nói nhiều vài ngày sau lăng hàn đi tới đại doanh thành trong không gian linh khí của tám tên cường giả tinh thần cảnh lưu lại rất nhiều của cải gộp lại cũng có hai ba ức chân nguyên thạch điều này làm cho lăng hàn cực kỳ hài lòng quả nhiên đánh cướp mới là lựa chọn phát tài tốt nhất tất cả mọi người từ trong hắc tháp đi ra vài ngày nữa bọn họ phải về hợp ninh tinh vì lẽ đó cần làm một ít chuẩn bị đồ vật nên thu thập phải thu thập một hồi người nên mang đi cũng phải chuẩn bị lên đường theo cảnh giới của lăng hàn càng ngày càng cao hắn cũng càng ngày càng không sợ bị người biết trong tay có một không gian thần khí Đương nhiên, liên quan tới bí mật chân chính của hắc tháp là không thể lộ ra, cái này ngay cả tiên vực cũng sẽ chấn động. Lăng Hàn đi tới Bảo Lâm Các, hắn đã đáp ứng để Hàn Tâm Nghiên nắm giữ cách luyện chế cuồng giã huyết linh đan, hiện tại đã qua 10 năm, không biết nữ nhân kia học được thế nào rồi. Đừng nhìn 10 năm rất dài, nhưng thần đan cấp 8 há lại là dễ dàng nắm giữ như vậy. Lúc trước cho dù Lăng Hàn ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu cũng dùng mấy tháng thời gian, cái này tính tới thời gian bình thường, không nói hơn 100 năm, nhưng mấy chục năm là có. Lăng Hàn là đan đạo đế vương, ngay cả hắn cũng cần thời gian dài như vậy, những người khác thì càng không cần phải nói. Lần trước, hắn vội vã đến, mang đám người đinh bình, Trần Thủy Tĩnh đi, cũng không có đi bảo Lâm Các, bởi vậy, cái này cũng là 10 năm sau tới nơi này lần nữa. Ở thần giới mà nói, 10 năm cũng không dài, đại bộ phận người nắm giữ tuổi thọ dài lâu, 10 năm thậm chí không đến nỗi khiến người ta nhiều thêm một sợi tóc bạc. Bởi vậy, thời điểm Lăng Hàn đến, lập tức có người nhận ra được hắn. Lăng Đại Sư, lục tục có người kêu lên, lúc trước Lăng Hàn lấy sức lực một người đánh bại hết thảy đan sư của Bảo Lâm Các, thắng được tôn trọng của mọi người. Lăng Hàn mỉm cười gật đầu, sau khi thông báo, hắn ở trong một vườn hoa nhỏ nhìn thấy Lâm Vũ Khởi. Đại yêu tinh này vẫn phong tình vạn trùng như cũ, lông mày đuôi mắt quyến rũ không nói ra lời, nàng quét qua người Lăng Hàn, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ nói. Mười năm trước, ngươi chỉ là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị, hả Hà, lăng hàn gật đầu một bộ không phản đối nhưng hiện tại ngươi đã là tinh thần cảnh nàng có chút phát điên ngươi không thể biểu hiện khiếp sợ một chút sao để mỗi một mình nàng hô to gọi nhỏ cũng quá vô vị ta biết lăng hàn gật gù hắn tự nhiên rõ ràng tu vi của mình mà bởi vì đặt chân tinh thần cảnh lăng hàn cũng có thể nhìn ra tu vi của lâm vũ khởi đồng dạng là tinh thần cảnh tiểu cực vị lâm vũ khởi không khỏi im lặng một lát sau nàng thu hồi vẻ hiếu kỳ cùng khiếp sợ lại trở nên quyến rũ yểu điệu nàng cố ý dính sát vào một chút làn gió thơm nước mũi rõ ràng rất nồng nặc rồi lại không để cho người cảm thấy gay mũi soái ca cùng tỷ tỷ nói một chút làm sao ngươi nhanh như vậy liền tu đến tinh thần cảnh lăng hàn lui về phía sau một bước nói phu nhân không phải đã sớm biết sao ta có cuồng dã huyết linh đan phi cho rằng tỷ tỷ chưa từng ăn sao lâm vũ khởi hư một tiếng cuồng dã huyết linh đan mỗi dùng một lần sẽ có kỳ chân không chỉ ít ba năm nếu như liên tục dùng thần đan sẽ biến thành độc đan chí mạng. Ngươi nói một chút, ngươi làm sao ở trong vòng 10 năm ăn vào nhiều cuồng dã huyết linh đan như vậy? Người khác không có cách nào, cũng không có nghĩa là hắn cũng không có, hắc tháp là tiên vực trí bảo, hổ nữ 5 năm thành sáng thế cảnh, so sánh với đó, hắn chậm đến thái quá. Lăng Hàn chỉ khẽ mỉm cười, việc này liên quan đến bí ẩn của hắn, đương nhiên không thể nói cho người ngoài. Ơ, ờ, coi tỉ tỉ như người ngoài, còn không chịu nói. Trong lòng Lâm Vũ khởi tức chết, Mười năm trôi qua, người này một chút cũng không thay đổi, vẫn không để mị lực của nàng ở trong mắt. Này, tỷ tỷ đi theo ngươi, làm nữ nhân của ngươi có được hay không? Nàng khí tức như hoa, mị nhãn phát quang, mị lực vô cùng. Tốt, Lăng Hàn cười nói, nếu ngươi muốn chơi, ai sợ ai a? À? Hắn ra vẻ muốn đi ôm, cười nói, đến đây đi, ta cưới ngươi làm tiểu thiếp phòng thứ 19. Phi, Lâm Vũ khởi vội vã xoay người, nhẹ nhàng lui lại. Soái ca, không nghĩ tới ngươi là người như vậy, ngay cả tỷ tỷ cũng dám đùa giỡn. Nàng yêu mị, nhưng từ trước đến giờ chỉ đùa giỡn cho vui, tự nhiên không thể thật để Lăng Hàn chiếm tiện nghi. Lăng Hàn không nhìn thẳng nói, Hàn tâm nghiên nắm giữ cuồng dã huyết linh đan chưa? Chưa, Lâm Vũ khởi lắc đầu, lộ ra vẻ tiếc nuối, đột nhiên ánh mắt của nàng sáng lên nói. Soái ca, có muốn một hồi tạo hóa hay không? Tạo hóa gì? Nói nghe một chút. Lăng Hàn không tỏ rõ ý kiến, nếu ngươi là đan sư, vậy nhất định sẽ có hứng thú." Lâm Vũ khởi tràn đầy tự tin nói, nàng hơi dừng một chút, lại nói: "Bảo Lâm các tổng cộng do tứ đại gia tộc tạo thành, phân biệt là Lâm, Thi, Hàn, Hoàng, không chỉ tứ đại gia tộc tranh quyền đoạt lợi, trong mỗi gia tộc cũng tràn ngập đấu tranh. Bảo Lâm các đời đời luyện dược, mà có thể trở thành thế lực đan đạo mạnh nhất trong trường quang tinh vực, đó là bởi vì Chương 1445, hiểu rõ thần dược." Nàng dừng lại, nhìn Lăng Hàn từng chữ từng chữ nói. Chúng ta nắm giữ một thượng cổ bí cảnh, có thể từ trong đó được đan phương thậm chí thần dược, nhưng bí cảnh này mỗi cách 10 vạn mới sẽ mở ra một lần, tiêu chuẩn tiến vào có hạn. Trong mỗi gia tộc chi nhánh khác nhau có thể thu được bao nhiêu tiêu chuẩn, thì trước phải trải qua một hồi đấu võ kịch liệt mới có thể xác định. Thế nhưng, tiến vào bí cảnh có giới hạn tuổi tác, không chỉ không thể vượt qua trăm vạn tuổi, hơn nữa tuổi tác đối lập cảnh giới nhất định phải ở 30 tuổi trở xuống. Bởi vậy, thời điểm quyết định tiêu chuẩn, cũng chỉ có người thỏa mãn điều kiện này mới có thể tham chiến. Tuy tâm nghiên họ Hàn, nhưng từ nhỏ sinh trưởng ở Lâm Gia, được An Viễn Lâm Gia nhất mạch ta gửi gắm hy vọng rất lớn, nhưng nàng vẫn không có nắm giữ cách luyện chế cuồng giã huyết linh đan, rất khó ở trong kỳ thí thu được thành tích tốt. Nếu như người gia nhập An Viễn Lâm Gia chi mạch chúng ta, chỉ cần có thể tiến vào 10 người đứng đầu, ta liền làm chủ đưa ngươi một tiêu chuẩn, tiến vào thượng cổ bí cảnh, có thể có được đan phương, thần dược gì, liền xem vận mệnh của ngươi, làm sao. Lăng Hàn không có lập tức đáp ứng, trên thực tế hắn nắm giữ hắc tháp, đúng là không cần lo lắng sẽ bị âm, nhưng đáp ứng quá nhanh cũng không được, hoặc là kẻ ngu si, hoặc chính là nói cho người khác biết, ta có thủ đoạn bảo mệnh châu bò. Cái bí cảnh kia, còn bao lâu nữa mới mở ra? Hắn hỏi, hơn một năm, được, ta đáp ứng. Lăng Hàn gật đầu, Lâm Vũ khởi nở nụ cười nói, ngươi là người thông minh, tỷ tỷ biết ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Nửa năm sau, chúng ta liền xuất phát đi tới tổng bộ Bảo Lâm Các, ngươi chuẩn bị a à. được lăng hàn gật đầu bên tâm nghiên kia ngươi nên đi xem một chút nếu nàng có thể tiến thêm một bước chúng ta có thể thu được càng nhiều tiêu chuẩn mặt khác ngày mai ngươi tới tỷ tỷ phải cố gắng huấn luyện ngươi với lăng hàn mà nói võ đạo rất trọng yếu nhưng đan đạo cũng không thể quên đời trước hắn chỉ say mê đan đạo coi võ đạo như phụ trợ cho đan đạo nhưng đời này hắn càng thêm coi trọng võ đạo đây mới là tư bản có thể ở một giới hoành hành cái này cũng không có nghĩa là Lăng Hàn muốn từ bỏ đan đạo, ngược lại, đan đạo vẫn vô cùng trọng yếu như cũ, bởi vì hắn còn có rất nhiều thân bằng hảo hữu, yêu cầu đối với đan dược ngược lại càng nhiều, càng cao hơn. Vì lẽ đó, hắn đáp ứng rất thẳng thắn, trở lại nơi ở, tất cả mọi người biểu thị tán thành đối với cách làm của Lăng Hàn, ngược lại trình độ đan đạo của Lăng Hàn càng cao, bọn họ càng được lợi. Thiên Phượng thần nữ thì có chút bất mãn, nàng là nghe nói, vị trưởng quý kia của Bảo Lâm Các phong tình vạn trùng tao đến không muốn người sống. Đương nhiên, nàng vẫn tin tưởng Lăng Hàn, nếu như Lăng Hàn thật muốn hoa tâm, vậy một đường đi tới hắn không biết có thể có bao nhiêu hồng nhan tuyệt sắc, không nói những cái khác, lúc trước ở hàng thiên đại lục, Lăng Hàn là vương giả hoàn toàn xứng đáng, đệ nhất thiên hạ, khẳng định có vô số mỹ nữ sẵn lòng đầu hoài tống bão. Ngày thứ hai, sau khi Lăng Hàn chỉ điểm Hàn Tâm Nghiên một chút, liền đi gặp Lâm Vũ Khởi. Tuy Hàn Tâm Nhiên ở trên đan đạo có thành tựu bất phàm, nhưng thần đan cấp 8 nào có dễ dàng hiểu rõ như thế, huống chi cuồng giã huyết linh đan là thánh dược trong đan dược cấp 8, vậy tự nhiên càng khó có thể nắm giữ. Trong trăm năm, nàng không có khả năng triệt để nắm giữ đan phương này. Lăng Hàn Nguyên tưởng rằng Lâm Vũ Khởi sẽ cho hắn một ít đan phương mới, dùng để ứng phó nửa năm sau bảo lâm các tỷ thí, nhưng trên thực tế hoàn toàn không có chuyện như vậy. Nữ tử quyến rũ ngàn vạn này lấy ra một cây thần dược nói. Biết đây là thảo dược gì không? Lăng Hàn không khỏi bật cười, lại cầm cái này đến thử thách hắn, cũng quá xem thường hắn đi. Hắn lắc lắc đầu nói, đây là Tam Vân Thảo. Lâm Vũ khởi cười cợt, đột nhiên trong nháy mắt, kinh khí như đao, cắt chém cây thần dược này thành ngàn vạn khối. Nàng lại đưa tay chụp tới, cầm những mảnh vỡ này ở trong tay, sau đó thả lên bàn. Hiện tại, người hợp lại cây thảo dược này lại đi. Hả, Lăng Hàn kinh ngạc, còn có cách chơi như thế, có ý nghĩa gì chứ? Đây là thử thách đối với nhận thức thảo dược của ngươi, không chỉ trong gia tộc, toàn quốc tỷ thí, dù tiến vào thượng cổ bí cảnh, người muốn có được khen thưởng trong đó, cũng cần ở phương diện này đạt đến độ cao nhất định, không phải chỉ biết luyện đan là được." Lâm Vũ Khởi từ tốn nói, Lăng Hàn gật gù, tiện tay rung lên, ngàn vạn mảnh vỡ thảo dược ở trên bàn liền tách ra, không có một mảnh chồng lên nhau. Hắn ở trong đầu hồi ức dáng dấp lúc trước của Tam Vân Thảo, sau đó bắt đầu động thủ, lần nữa trọng tố cây thảo dược này. "Ngươi sai 37 nơi." Lâm Vũ Khởi nhìn hắn giáp xong, sau đó nói, Lăng Hàn không tin, nhưng Lâm Vũ khởi vạch ra 37 nơi sai lầm, một lần nữa ghép lại, quả nhiên, so với hắn ghép càng tự nhiên hơn, để hắn không thể không tiếp thu hiện thực. Toàn bộ thần giới tổng cộng có 81 vạn loại dược thảo, mặt khác, những dược thảo này thông qua tạp giao đào tạo, còn có thể diễn hóa vạn ngàn, nhưng vạn biến không rời bản nguyên, đều từ trong 81 vạn loại dược thảo này diễn hóa ra, vì lẽ đó, chỉ cần ngươi nắm giữ 81 vạn loại dược thảo này, liền tương đương với nắm giữ đặc tính của hết thảy dược thảo ở thần giới. Lâm Vũ khởi từ tốn nói, thời khắc này nàng không còn là đại yêu tinh yêu nghị mà là như bạn học. Lăng Hàn không khỏi gật đầu, đối với đổi mới phải tiếp thu, không thể chết ôm quan niệm cổ xưa, mà đây quả thật cũng làm cho hắn mở mang tầm mắt. Hóa ra, chỉ biết luyện đan còn thiếu rất nhiều. Ây, đây là sách tranh thảo dược. Lâm Vũ khởi ném tới một đống lớn sách, lấy thực lực của Bảo Lâm Các cũng không thể hoàn toàn được tất cả thần dược trong thiên hạ, nhưng đây là bản sao sách tranh từ trong thượng cổ bí cảnh, đủ để ngươi biết hết thảy thảo dược. Đa tạ, Lăng Hàn nghiêm nghị nói, cái này cho hắn cũng vô cùng hữu ích. Ngươi đương nhiên phải cảm tạ tỷ tỷ, nhớ tỷ tỷ tốt. Còn không chính kinh bao lâu, nữ nhân này lại biến trở về đại yêu tinh, bắt đầu ném mị nhãn cho Lăng Hàn. Lăng Hàn không nói gì, trực tiếp thu sách rời đi. Trở lại chỗ ở của mình, Lăng Hàn bắt đầu bế quan, dưới luân hồi thụ bù đắp tri thức thảo dược, chương 1446, siêu cấp thiên phú thượng. Tổng cộng có 81 vạn loại thần dược, muốn hoàn toàn nhớ kỹ đặc tính, hình thái của nhiều dược thảo như vậy, đây là một quá trình rất hùng vĩ. Mà Lâm Vũ khởi yêu cầu càng cao hơn, là sau khi cắt bất kỳ một cây thần dược nào thành mảnh vỡ, cũng phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghép chúng nó trở lại. Cái này cực kỳ tốn thời gian, hao tâm tổn trí. Cũng may hắn có luân hồi thụ, cái này tương đương với mở ra đại chiêu, bằng không vẻn vẹn chỉ có nửa năm thời gian, xác thực một năm sau sẽ tiến vào thượng cổ bí cảnh, nhưng nửa năm sau liền bắt đầu gia tộc thi đấu, quyết định tiêu chuẩn. Gần như có khoảng 200 năm, liều mạng, lang hàn tiến vào trong thế giới thảo dược, ở dưới luân hồi thụ, hắn tâm không việc khác, để từng cây thần dược sống lại ở trong đầu của hắn, chi tiết nhỏ tất hiện ra. Một tháng, hai tháng, ba tháng, thời gian lặng yên mà qua, lang hàn chỉ nắm giữ 20 vạn cây thần dược, nhưng hắn tự tin tiêu chuẩn luyện đan hiện tại chỉ ít tăng lên một cấp hắn nắm giữ đặc tính của thần dược đến mức độ nhỏ bé bởi vậy ở lúc tiến hành giao hòa dược lực tự nhiên càng thêm thuận buồm xuôi gió đến một bước này chính hắn cũng có hứng thú mãnh liệt coi như không vì tham gia bảo lâm các kỷ thí không tiến vào thượng cổ bí cảnh hắn cũng phải hiểu rõ những sách tranh này thực sự là trợ giúp quá to lớn hết cách rồi sau khi tiến vào thần giới đan đạo của hắn cũng là từng bước một tìm tòi ra cho dù hắn là đan đạo đế vương cũng có thể đi nhầm lạc lối hiện tại tương đương với bình định Thời gian nửa năm đến, Lăng Hàn chỉ miễn cưỡng nắm giữ đặc tính của 40 vạn loại thần dược, gần như chỉ một nửa. Hắn không khỏi cảm khái, nếu có thể lại cho hắn nửa năm thời gian là tốt rồi. Có điều thời gian nửa năm đã đến, Lăng Hàn liền thu tất cả mọi người vào trong Hắc Tháp, ở dưới luân hồi thụ tìm hiểu, còn có thánh nhân chỉ đạo, tự nhiên là chỗ tu luyện tốt nhất của toàn bộ thần giới. Lăng Hàn đi tới Bảo Lâm Các, chỉ thấy Lâm Vũ Khởi đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Hàn Tâm Nghiên thì có vẻ hơi cô đơn nàng còn không có nắm giữ cách luyện chế cuồng giã huyết linh đan, làm cho nàng không đủ tự tin đối với lần tỷ thí này. Xuất phát, công cụ thay đi bộ của bọn họ vẫn như cũ là chiếc xe ngựa vô cùng xa hoa kia của Lâm Vũ Khởi, ngồi ở phía trên căn bản sẽ không cảm thấy sóc này, một đường như dẫm trên đất bằng. Có người nói, trên đường cũng phải đi chừng 10 ngày, điều này không khỏi làm Lăng Hàn cảm thấy đáng tiếc, nếu mười mấy ngày này hắn có thể tiến vào trong hát tháp học tập sách tranh, vậy nắm giữ dược liệu có thể nhiều hơn mấy ngàn loại. Hàn đệ, hiện tại ngươi nắm giữ bao nhiêu loại thần dược vừa vặn lâm vũ khởi cũng hỏi việc này ở xưng hô nàng một ngày một chuẩn a lăng hàn không khỏi thở dài nói chỉ có bốn người vạn loại phốc lâm vũ khởi cùng hàn tâm nghiên đồng thời ho kịch liệt trên mặt đều là vẻ không thể tin tưởng lăng hàn thở dài nói ta biết cái này còn thiếu rất nhiều này 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 người có phải là khoác lác không lâm vũ khởi đầy mặt khiếp sợ lại quên đi đùa giỡn lăng hàn khoác lác gì Lăng Hàn kinh ngạc, ngươi là nói, ngươi đã nắm giữ hết thảy đặc tính của 40 vạn loại thần dược. Lâm Vũ khởi cường điệu nói, trong lòng Lăng Hàn nha một hồi, tuy hắn dùng gần 200 năm quen thuộc thần dược, nhưng ngoại giới chỉ qua nửa năm. Nửa năm liền nắm giữ 40 vạn loại thần dược, vậy thì kinh người. Nhưng lời đã ra miệng, hắn cũng không thể thu hồi lại, liền đơn giản gật đầu. Ngươi hoặc là đang nói mạnh miệng, hoặc là thiên tài chân chính. Lâm Vũ khởi hạ xuống kết luận, Hàn Tâm Nghiên nói, Ta từ 8 tuổi bắt đầu học tập đặc tính của dược thảo, 106.000 năm qua chưa bao giờ gián đoạn, nhưng cũng chỉ nắm giữ 27 vạn loại dược thảo mà thôi, cái này đã được gọi là thiên tài." Lăng Hàn kinh ngạc, "Ngươi là cái đầu óc gì a, à, 10 vạn năm mới nắm giữ 27 vạn loại dược thảo." "Chờ chút, Bảo Lâm các làm sao có khả năng bồi dưỡng người tầm thường, hơn nữa, Hàn Tâm Nghiên ở trên Thiên Phú Đan Đạo xác thực bất phàm, đây chính là hắn tận mắt chứng kiến." "Vậy thì không thể bởi vì vấn đề của Hàn Tâm Nghiên, mà là hắn hắn quá yêu nghiệt, ở trên đan đạo có thể thành đế vương, ở nhận biết dược liệu, hắn cũng đồng dạng nắm giữ thiên phú được trời cao yêu ái. Chỉ có thể cho là như thế, đến thi ngươi, Lâm Vũ khởi tiện tay lấy ra một cây thảo dược hỏi. Đây là cái gì, liệt nhật tâm liên, lang hàn chỉ liếc mắt nhìn liền lập tức nói. Lâm Vũ khởi dở lại trò cũ, cắt cây thần dược này thành mảnh vỡ, sau đó nói. Hợp lại, lang hàn tiện tay nắm, những mảnh vỡ này liền bay lượn ở trên không trung, hai tay hắn vận chuyển như bay gây dựng lại mảnh vỡ lấy nguyên lực ngưng tụ một cây thần liên rất nhanh hiện ra đường viền về sau trở nên càng ngày càng đầy đặn cuối cùng hoàn toàn thành hình lâm vũ khởi cùng hàn tâm nghiên tỉ mỉ kiểm tra nhưng rất nhanh thì lộ ra vẻ kinh ngạc quả nhiên một tia không kém trở lại lâm vũ khởi lại lấy ra vài cây thần dược không ngừng kiểm tra lăng hàn có chút lăng hàn không nhận ra trực tiếp bỏ qua phàm là chỉ cần hắn nhận ra liền có thể nhanh chóng hoàn chỉnh lắp ráp, không kém mảy may. Ánh mắt của Lâm Vũ khởi thả ra dị quang, nàng chỉ biết Lăng Hàn ở luyện chế đan dược rất châu bò, không nghĩ tới ở nhận biết dược liệu thiên phú càng cao hơn, lần này thực sự là nhặt được bảo. Nàng nhích thân qua, phóng thích quy tắc che đẩy cảm ứng của Lăng Hàn. Thời điểm nàng xoay người lại, trong tay đã có thêm một đống mảnh vỡ dược liệu, trộn lẫn thành một đoàn. Nơi này tổng cộng có bao nhiêu loại dược liệu, phân biệt là cái gì? Nàng hỏi, điều này hiển nhiên thăng cấp thử thách. Lăng Hàn phân biệt từng cái, nói lên tên từng cây dược liệu, cuối cùng chỉ có ba loại hắn không có gọi ra tên, Na Di mảnh vỡ đến một bên nói. Cái này ta vẫn chưa học, Lâm Vũ khởi cùng Hàn Tâm Nhiên đã chấn kinh đến dại ra, các nàng cũng làm nghề này, đương nhiên cũng học đánh giá dược liệu, nhưng cho dù các nàng có thể phân biệt hết thảy dược liệu ra, nhưng tốc độ cũng không thể nhanh như vậy. Cái tên này thật giống đem mỗi một cây dược liệu cũng hoàn toàn chiếu vào trong óc, đối với mỗi một chi tiết nhỏ cũng nắm giữ đến vi. Chương 1447, siêu cấp thiên phú hạ. Nếu không thì có chút dược liệu kỳ thực ngoại hình rất giống, chỉ từ mảnh vỡ là rất khó phán đoán, cái này cũng là địa phương dễ phạm sai lầm nhất. Nhưng Lăng Hàn không hề bị quấy nhiễu ở phương diện này, phải biết Lâm Vũ khởi cố ý gia nhập 10 loại dược liệu gần giống nhau, nhưng Lăng Hàn không có ra một chút xíu sai lầm. Lần này độ khó lớn hơn một chút, Lâm Vũ khởi lấy ra trăm cây dược liệu, đều là loại Lăng Hàn nhận thức, sau đó cắt nát, hỗn loạn, thả lên bàn. Hợp lại, lang hàn khẽ mỉm cười, phất tay quét những dược thảo này lên không chung, sau đó ánh mắt đảo qua, nhãn cầu hơi rung động, đã nhớ toàn bộ vào trong đầu, đại não bắt đầu cao tốc vận chuyển, đem từng cây dược liệu từ không đến có, cấp tốc ghép lại. Ở phương diện này hắn xác thực rất có thiên phú, trước đây thời điểm ở hằng thiên đại lục, chỉ cần hắn nhìn dược liệu một lần liền có thể hoàn toàn nhớ kỹ, chỉ là không có yêu cầu cao như hiện tại, cắt nát sau đó còn phải hợp lại. Theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, thần thức của hắn cũng càng ngày càng mạnh, bằng không cũng không thể chống đỡ hắn ở trong óc đồng thời mô phỏng 100 loại dược liệu được, phải biết đám mảnh vỡ này đâu chỉ trăm vạn. Hắn tu luyện bất diệt thiên kinh, thần thức mạnh mẽ, tính dai vượt qua cảnh giới, hơn nữa còn tinh tế tỉ mỉ, cho hắn sức lực càng to lớn hơn. Từng cây dược liệu không ngừng ghép lại, càng ngày càng hoàn chỉnh. Đôi mắt đẹp của Lâm Vũ khởi cùng hàn tâm nghiên càng chừng càng lớn, ngay cả miệng nhỏ cũng không kìm lòng được mở ra, đặc biệt là Lâm Vũ khởi, lại còn duỗi đầu lưỡi liếm môi ngay cả thời điểm giật mình cũng sẽ bản năng mê hoặc một cái không hổ là đại yêu tinh rất nhanh lăng hàn dừng tay đã hoàn thành nhiệm vụ ngươi là tên biến thái lâm vũ khởi thu hồi ánh mắt thở ra một hơi thật dài trong ánh mắt có dị thải liên tục nhìn động tác nước chảy mây trôi của lăng hàn lại có một loại cảm giác vui tai vui mắt để tâm linh của nàng cũng bắt đầu dậy sóng hàn tâm nghiên không che dậy vẻ khâm phục nói ta chỉ ít còn phải tốn ngàn vạn năm mới có thể đạt đến mức độ như thế tiểu tử ở rể lâm ra chúng ta đi lâm vũ khởi hai mắt phát sáng như thế nào gả tâm nghiên cho ngươi được không vũ di hàn tâm nghiên nhất thời giơ chân đỏ bừng mặt lang hàn cười ha ha nói phu nhân chê cười thấy lang hàn khéo léo từ chối hàn tâm nghiên không khỏi hơi biến sắc nữ nhân chính là kỳ quái như vậy mình từ chối không có chuyện gì nhưng bị người ta cự tuyệt trong lòng liền không thoải mái ngươi chê ta cái gì chứ Lâm Vũ khởi mị nhãn như tơ, tập hợp về phía Lăng Hàn một chút, làn gió thơm từng trận, cực kỳ cảm động, nàng nở nụ cười xinh đẹp. Tiểu đệ đệ, có phải người yêu thích thành thục một chút, nữ nhân như tỷ tỷ sao? Vũ Di, Hàn Tâm Nhiên vội vã kéo đại yêu tinh này lại, cũng quá không ra gì a, à, vừa chào hàng nàng, hiện tại lại muốn bán mình, mắc cỡ chết người. Ngươi ngực nhỏ, không đến phần ngươi nói chuyện, Lâm Vũ khởi đẩy Hàn Tâm Nhiên qua một bên, sau đó tựa như thị uy mà ưỡn ngực, xác thực sóng lớn kinh người, núi cao thành lĩnh phong, hơn nữa no đủ ngạo nhân, hình thái cực đẹp. Lăng Hàn chỉ nở nụ cười nói, ta đã có thê tử, nếu phu nhân muốn tiến vào cánh cửa lăng ra, chỉ có thể làm tiểu thiếp phòng 20. Không phải phòng 19 sao, Lâm Vũ khởi cười đến nhánh hoa run rẩy, không ngần ngại sóng lớn mãnh liệt chút nào, để con mắt của Lăng Hàn chiếm chút tiện nghi. Lăng Hàn mắt nhìn thẳng nói, người phong lưu giống như ta, nửa năm trôi qua khẳng định lại cưới nhiều mấy phòng tiểu thiếp. Hàn tâm nghiên không biết thực hư, trong lòng không khỏi âm thầm khinh bỉ, thầm nghĩ thiên phú đan đạo của Lăng Hàn cao như thế, nhưng làm người có chút không thể tả, người có 22 thê tử, giải quyết được sao? Nghĩ tới đây, nàng không khỏi xấu hổ, cái này mắc mớ gì đến nàng. Lâm Vũ khởi cùng Hàn Tâm Nghiên hoàn toàn tin tưởng thực lực của Lăng Hàn ở trên đánh giá dược liệu, không có đi kiểm tra nữa, mà nói với hắn các chi tiết nhỏ khi gia tộc tỉ thí, để hắn có chuẩn bị. Chính như Lâm Vũ khởi kiểm tra, gia tộc tỉ thí đại khái cũng như thế. Mỗi người tham dự tỷ thí đều phải trải qua 4 vòng kiểm tra, phân biệt là phân biệt dược liệu, ghép dược liệu, phân biệt dược liệu hỗn hợp, cuối cùng là luyện đan. Bốn cuộc tỷ thí đều sẽ căn cứ thành tích chấm điểm, nhưng tỷ lệ điểm không giống nhau, như trận đầu tỷ thí chỉ chiếm một thành, luyện đan lại cao tới 5 phần 10, bởi vậy, trọng yếu nhất vẫn là trình độ luyện đan. Cái này cũng là then chốt của đan sư, thực lực căn bản nhất. Xe ngựa cấp tốc chạy, sau 13 ngày liền đi tới Thanh Vũ Thành, đây là tổng bộ của Bảo Lâm Các, Tổ địa của Lâm, Thi, Hàn, Hoàng tứ đại gia tộc đều ở đây. Có điều Bảo Lâm các đối ngoại xưng là đan đạo thế gia, làm cho người ta cảm giác dầu nứt đố đổ vách. Nhưng trên thực tế, thực lực võ đạo bản thân Bảo Lâm các cũng không yếu, như tứ đại gia tộc đều có cường giả hằng hà cảnh tỏa chấn, bằng không cũng không thể thủ được của cải khổng lồ như vậy. Chỉ là tứ đại gia tộc có bao nhiêu hằng hà cảnh, cụ thể đạt đến độ cao thế nào, vậy liền thuộc về cơ mật. Vân Đính Tinh ở bề ngoài cường giả hằng hà cảnh chỉ hai mươi mấy vị nhưng theo Lăng Hàn hiểu rõ thì hơn nhiều, hắn tin tưởng đây nhất định không phải con số chân thực, mà kém nhiều lắm. Hai mươi mấy cường giả hằng hà cảnh đại viên mãn còn tạm được. Thành Vũ Thành là thánh địa đan đạo, mỗi ngày đều có từng xe từng xe đan dược từ nơi này vận chuyển về mỗi thành thị của hai đại đế triều. Đương nhiên, Thành Vũ Thành cách làm Vân đế triều cũng không xa, bảo lâm các thiết lập tổng bộ ở nơi này cũng là vừa ý tính tiện lợi như vậy. Nơi này hầu như mỗi một gia tộc đều có chuyện làm ăn tương quan tới đan dược, cho dù không phải đan sư vậy cũng có khả năng là dược nông hoặc thu dược liệu hình thành một vòng xích hoàn chỉnh khổng lồ bảo lâm các ở vân đính tinh nắm giữ mười mấy ước năm phát triển trong lúc này thậm chí trải qua một đế triều diệt cùng một đế triều khác hưng khởi nhưng bọn họ không chịu ảnh hưởng chút nào vẫn kiếm lấy lượng lớn chân nguyên thạch như cũ dù sao mặc kệ ai làm vua tu luyện là không thể rời bỏ đan dược lại nói đại xích dương đế triều hưng khởi có người nói cũng là bảo lâm các giúp đỡ lấy ra lượng lớn chân nguyên thạch làm quân lương, bằng không cựu đế chiều năm đó chưa chắc sẽ ầm ầm sụp đổ. Chương 1448, Hoành Vân chi mạch. Mà trải qua nhiều năm như vậy phát triển, tứ đại gia tộc cũng sinh sôi ra chi mạch khổng lồ, hơn nữa trải qua mấy lần chi mạch mạnh mẽ huyên tân đoạt chủ, hiện tại tứ đại gia tộc đã không còn lý thuyết chủ mạch, chi mạch nào mạnh liền nắm giữ quyền lên tiếng, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Hiện tại Lâm gia đương gia làm chủ, là Bắc Sa chi mạch đã ngồi ở vị trí này hơn 9 triệu năm, bởi vì Bắc Sa Chi Mạch có một vị đan sư cấp 16, lực ép 99 Chi Mạch còn lại. Lâm Vũ khởi thuộc về An Viễn Chi Mạch, mạch này ở trong lâm gia nằm ở vị trí lót đáy, đan sư mạnh nhất trong gia tộc mới cấp 13, Tu Vi vừa vặn bước vào hàng hà cảnh. Bởi vậy, thiên tài như Lâm Vũ khởi rất sớm liền nắm giữ quyền lên tiếng tương đối lớn, trước chạy đi đại doanh thành là vì tìm kiếm ngoại viện, chờ mong vào lần gia tộc tỷ thí này đạt được thứ tự cao, đưa càng nhiều tộc nhân tiến vào thượng cổ bí cảnh. Này cũng là cơ duyên lớn có thể thay đổi vận mệnh của bộ tộc, bằng không an viễn chi mạch cứ suy thoái xuống như vậy, một ngày nào đó sẽ bị xóa tên. Kỳ thực số lượng lâm gia chi mạch không chỉ 100, nhưng chỉ có 100 chi mạch mạnh nhất mới có tư cách ở lâm gia da lưu danh, mà người yếu thì sẽ bị cường giả đào thải, tuyên cổ bất biến. Bởi vì thực lực chi mạch không mạnh, nên nơi ở của đám người lăng hàn cũng có chút rách nát, cũ ký cùng nhỏ hẹp, không giống mấy cái xếp hạng cao, tùy tiện cầm ra một biệt viện, liền lớn hơn chỗ ba người bọn họ mấy lần. Hơn nữa, nhìn chi mạch khác, nhân số tham dự đạt đến 10 tên, đây là hạn mức tối đa, nhưng không có quy định hạn cuối, còn An Viễn chi mạch chỉ có lăng hàn cùng Hàn Tâm Nghiên, có thể thấy được mạch này quẫn bách. then chốt ở chỗ hai người này còn là ngoại viện, trong bổn tộc thậm chí ngay cả người tham dự tỉ thí cũng chọn không ra. Lâm Vũ Khởi cũng coi như thiên tài, bất quá càng nhiều chính là thể hiện ở võ đạo ở trên phân biệt dược liệu cũng bất phàm, nhưng luyện đan là nửa điểm cũng không được. Khi thí luyện, luyện đan là khâu to lớn nhất, không biết luyện đan là nhất định không thể đạt được thành tích tốt. Sau khi dàn xếp xong, Lăng Hàn lập tức tiến vào hắc tháp, hắn bây giờ đối với nắm giữ đặc tính thảo dược có hứng thú mãnh liệt. Oanh, một tiếng nặng hưởng truyền đến, biệt viện của bọn họ bị đá văng, hiện ra một nhóm năm người, một tên là Trung Niên, vóc người khôi ngô, lôi thôi lách thách, để chân người trên, lông ngực đen xì, có chút rồi rào đến quá mức. Ở sau hắn là bốn người trẻ tuổi, ba nam một nữ, cũng ngạo khí trùng thiên, thật giống như thiên chi kiêu tử. Lâm Vũ khởi cùng Hàn Tâm Nghiên đang ở trong phòng khách nói chuyện, nghe được động tĩnh lập tức nhảy ra, nhìn thấy cửa lớn bị đá văng, sắc mặt không khỏi khó coi. Lâm Phong, người nổi điên làm gì? Lâm Vũ khởi thay đổi thái độ quyến rũ, nhìn về phía trung niên nam tử kia quát hỏi, mị nhãn đảo qua lông ngực, thì không khỏi lộ ra vẻ chán ghét năm người này đương nhiên là người của Lâm Gia, bọn họ thuộc về Hoành Vân Chi Mạch, thực lực mạnh có thể ở trong trăm mạch đứng vào 10 vị trí đầu. Trung niên nam tử kia gọi Lâm Phong, là người hộ đạo lần này của Hoành Vân Chi Mạch, nắm giữ tu vi tinh thần cảnh trung cực vị. Lâm Phong dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm bộ ngực cao vót của Lâm Vũ Khởi, mấy ngàn năm trước hắn từng đi qua An Viễn Chi Mạch một lần, vô tình nhìn thấy Lâm Vũ Khởi, lúc đó liền động tâm với vưu vật này. Hắn mở miệng cầu hôn, nhưng Lâm Vũ Khởi không thích hắn, mà hắn cũng kiêng kỵ khi đó là ở trong An Viễn chi mạch, không dám lỗ mãng. Nhưng lần này hắn mang đội đến đây tham gia gia tộc thi đấu, biết được Lâm Vũ khởi cũng đến nơi này thì làm sao cũng không kiềm chế nổi, lúc này liền chạy tới. "Vũ khởi, An Viễn nhất mạch các ngươi nhất định sẽ suy thoái, hà tất bảo vệ gia tộc không tiền đồ này? Không bằng ngươi và ta kết thành phu thê, Hoành Vân chi mạch ta là một trong thập đại chi mạch, tài nguyên tu luyện vô số, ngươi hẳn phải biết cái này mới là lựa chọn tốt nhất." Lâm Phong nghiêm nghị nói. Chỉ tiếc, hắn nói như vậy, nhưng đôi tặc nhãn lại nhìn chằm chằm mặt, ngực, bắp đùi của Lâm Vũ Khởi, thấy thế nào cũng là sắc phôi. An viễn nhất mạch ta lại xa sút cũng không có quan hệ gì tới ngươi. Lâm Vũ Khởi tức giận nói, chỉ tay cửa lớn, cút, ha ha, cần gì chứ? Ra mặt của Lâm phong dày, lúc trước Lâm Vũ Khởi đã từ chối hắn, lúc này hắn đương nhiên cũng không hy vọng đối phương sẽ tiếp nhận mình. Còn có ba ngày mới tiến hành tỉ thí, không bằng để mấy tiểu tử đến nóng người, luận bàn một hồi được không? trong lòng hắn cười gần, lần này chính là muốn tới tàn nhẫn đả kích Lâm Vũ Khởi. Khuôn mặt của Lâm Vũ Khởi bao hàm phẫn nộ, nàng không sợ luận bàn, nhưng người đập phá cửa, đã cưỡi đến trên đầu, điều này cũng gọi luận bàn. Muốn luận bàn, sau ba ngày có thể quyết chân trương, hiện tại, cút ra ngoài. Nàng không kiên nhẫn nói, Lâm Phong cười ha ha nói, vậy ta coi như người chịu thua, an viễn chi mạch, chỉ là một đám phế vật cùng kẻ nhu nhược. Trong hoành vân chi mạch, một thanh niên trẻ mặc áo bào xanh diếu cợt nói. Ha ha, tuyết phong ca, phế vật quả thật không tệ, nhưng người ta không phải kẻ nhu nhược, phía dưới không có cái kia a. À. Lại một thanh niên nói, hắn bận quần áo đen, trên lưng thêu một đan đỉnh. Ha ha ha, kiến nghiệp nói rất đúng. Hai nam nữ khác cũng vỗ tay, biểu hiện cực kỳ hung hăng, không để lâm vũ khởi cùng hàn tâm nhiên ở trong mắt. Hàn tâm nhiên không khỏi tức giận đến phát run, lúc này muốn đứng ra, luận bàn tỉ thí với bốn người này nhưng lâm vũ khởi đưa tay cản lại luận bàn như vậy căn bản không có ý nghĩa đối phương rõ ràng chính là đến nhục nhã các nàng nàng điềm nhiên nói không quản được miệng của mấy con chó điên này đừng trách ta hạ thủ vô tình lâm phong nhún vai một cái nói vũ khởi ngươi cũng quá bá đạo đi nói lời thật cũng không đồng ý sao lại nói đây là sự tình của hoành vân chi mạch ta an viễn nhất mạch ngươi dựa vào cái gì quản dung mạo cũng không tồi lâm kiến nghiệp nhìn chằm chằm hàn tâm nghiên có tư cách làm nha hoàn của ta? Kha kha, là nha hoàn động phòng a." Lâm Tuyết Phong nham hiểm nói, "Chỉ là ngực quá nhỏ, không cái cảm giác gì." Lâm Kiến Nghiệp còn cố ý đưa tay ra làm động tác nhào nặn, cực kỳ hạ lưu. Chương 1449, hùng hổ dọa người. Hàn Tâm Nghiên dĩ nhiên tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, ánh mắt của Lâm Vũ khởi cũng phát lạnh, đột nhiên một trường cách không rút đi, một bàn tay nguyên lực hiện lên, đùng, một bàn tay đánh ở trên mặt Lâm Kiến Nghiệp. Phốc, Lâm Kiến Nghiệp phun ra một ngụm máu tươi cùng bốn cái răng, tóc tai bù xù, có vẻ cực kỳ chật vật. Khóe miệng của Lâm Phong lộ ra vẻ âm mưu thực hiện được, nhưng mặt không biến sắc nói. Lâm Vũ Khởi, người thân là trưởng bối, bắt nạt tiểu bối là có ý gì? Nói không chừng, ta cũng chỉ đành giáo huấn ngươi một chút. Hắn cố ý để bọn tiểu bối này làm Lâm Vũ Khởi tức giận, vì chính làm để đối phương ra tay, vậy hắn liền sư ra có tiếng. Người đánh tiểu bối của ta, ta ra tay bắt ngươi, thả tới nơi nào hắn cũng có lý. Mà khi hắn làm Lâm Vũ Khởi xong, chỉ cần gắt gao cắn chuyện Lâm Vũ Khởi cố ý vô tội là được, cái này vốn là mỗi người có lý. Lại nói, nói không chắc hắn làm nhiều mấy lần, Lâm Vũ Khởi liền đi theo hắn A. À. Thứ nhất nữ nhân ở phương diện này khẳng định yếu thế, thứ hai, nữ nhân này vừa nhìn tao như vậy, chỉ cần khô mắt nàng, còn sợ nàng không ngoan ngoãn nghe lời sao. Hắn trực tiếp ra tay, bàn tay lớn thỏ ra, hai viên tinh thần hiện lên, tỏa ra khí tức đáng sợ hắn chính là muốn thừa thế xông lên bắt lâm vũ khởi, tốc chiến tốc thắng, nếu không nhìn vưu vật này vài lần, nhiệt huyết sẽ từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Lâm vũ khởi vừa nghe lời của đối phương, liền biết mình bị lừa rồi. Nhưng cái này không phải âm mưu, mà là dương mưu. Người ta nhục nhã đến trên mặt của ngươi, ngươi còn có thể nhịn được. Nhưng không nhịn được, thì phải làm sao? Nàng nũng nịu một tiếng, tay áo vung lên, vô tận thần quang tỏa ra, đón nhận bàn tay lớn của Lâm Phong. Oanh! hai người đối đầu một chiêu, nhất thời, dư âm rung động, san toàn bộ tiểu viện này thành bình địa. Cũng còn tốt, đây chính là lâm gia tổ địa, có trận pháp mạnh mẽ phòng ngự, bằng không dưới đòn đánh này, toàn bộ thanh vũ thành sẽ không còn tồn tại nữa. Lâm vũ khởi, lên trời cao chiến một trận, lâm phong quát to, tuy nơi này có trận pháp phòng ngự, nhưng bọn họ ra tay toàn lực, vẫn sẽ tạo thành phá hoại cực lớn. Hắn chỉ muốn được một người phụ nữ, không phải đến phá lâm gia tổ địa lúc này lâm vũ khởi đã là tên lắp vào cung không thể không phát lúc này cắn răng một cái cùng lâm phong giết lên bầu trời hai người không ngừng giao thủ càng đi càng xa rất nhanh hóa thành một điểm nhỏ hàn tâm nghiên sốt sắng lâm phong chính là tinh thần cảnh trung cực vị nhưng lâm vũ khởi chỉ là tiểu cực vị thực lực của hai người căn bản không ở một cấp độ cho dù lâm vũ khởi chính là thiên tài nhị tinh cũng không thể bù đắp tranh lệch như vậy nàng lập tức nghĩ đến lăng hàn tuy lăng hàn chỉ là tinh thần cảnh tiểu cực vị nhưng chỉ cần cùng lâm vũ khởi liên thủ làm sao cũng có thể để tình thế chuyển biến tốt hơn rất nhiều này 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 tiểu mỹ nhân ngực bằng người muốn đi đâu bốn người lâm kiến nghiệp phân tán mà đứng vây nhốt hàn tâm nghiên không cho nàng đi ra ngoài bẩm báo bọn họ đương nhiên sẽ không biết kỳ thực hàn tâm nghiên muốn gọi cứu binh ở trong phế tích hàn tâm nghiên kinh ngạc tại sao lăng hàn vẫn không có hiện thân cái này đã bị ép tới rắn chắc a à? hàn tâm nghiên nhíu mày nói các ngươi muốn làm gì muốn làm lâm kiến nghiệp không khỏi cười to lắc đầu nói tiểu mỹ nhân người cũng quá không rụt rè vừa mở miệng liền hỏi chúng ta có muốn làm hay không thực sự là tao hàn tâm nghiên nhất thời mặt trắng bệch nàng siết chặt nắm đấm nói các ngươi còn muốn mặt sao này 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 lời mới vừa nói là hắn cùng chúng ta có quan hệ gì cô gái trong hoành vân chi mạch kia nói lại nói là chính ngươi câu nam nhân còn hỏi người khác có xấu hổ hay không thật chưa từng thấy người dâm tiện như ngươi nữ nhân như vậy ta không dám cưới có điều vui đùa một chút thì không sao cả lâm tuyết phong lộ ra vẻ dâm tà tuy ngực của hàn tâm nghiên nhỏ một chút nhưng dung mạo tuyệt hảo để hắn tim đập thình thịch muốn nói tại sao bọn họ lớn gan như vậy rất đơn giản an viễn nhất mạch quá yếu nhược nhục cường thực cường giả vi tôn chân lý này ở trong lâm gia cũng được tôn sùng lâm gia có thể một đời so với một đời thịnh vượng chính là bởi vì như thế đương nhiên những người bọn họ khẳng định là quá mức ở tổ địa ức hiếp chi mạch khác. Ai bảo bọn họ là hoành vân chi mạch chứ, ở toàn bộ lâm gia có thể vững vàng 10 vị trí đầu, chỉ cần không gây ra án mạng, ai có thể chỉ trích cái gì. Hơn nữa, hiện tại bọn họ cũng chỉ là ở trên đầu môi chiếm chút tiện nghi, lại không phải thật làm gì. Hàn tâm nghiên không chịu nhục nổi, lúc này rút kiếm, công tới bốn người. Thực lực của nàng không yếu, một kiếm quét ngang, làm cho bốn người lâm tuyết phong liên tiếp lui về phía sau, nhưng bốn người này cũng rất mạnh, sau khi đứng vững gót chân liền phản kích. Mặc dù nói bảo lâm các tứ đại gia tộc lấy luyện đan làm chủ, nhưng võ đạo cũng rất được coi trọng, dù sao không có cảnh giới võ đạo giúp đỡ, đan dược đẳng cấp cao là căn bản không thể luyện chế. Bốn người lâm tuyết phong càng là người tài ba, chỉ ít cũng là thiên tài nhất tinh, ở dưới tình huống cảnh giới tương đương, bọn họ người nào cũng không kém hàn tâm nhiên, huống chi vẫn là bốn người liên thủ. Rất nhanh hàn tâm nhiên liền giật gấu vá vai, chỉ còn dư lại lực lượng chống đỡ. Bốn người kia có ý nhục nhã nàng, từng chiêu từng thức đều không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không trọng thương, nhưng quần áo của Hàn Tâm Nhiên lại không ngừng bị xé rách, lộ ra da thịt trắng như tuyết, tóc cũng ngổn ngang. Bọn họ không dám hạ tử thủ, hiện tại mọi người tới tham gia gia tộc tỷ thí, nếu như truyền ra bọn họ giết chết người dự thi, không nói để bọn họ đền mạng, nhưng ít ra cũng bị phế bỏ tu vi, vậy cùng chết không khác nhau gì cả. Nhưng nhục nhã ngươi, ngươi có biện pháp gì? Trong mắt Hàn Tâm Nhiên phun lửa, Đột nhiên lướt qua một đạo kiên quyết, cầm kiếm tước tới cổ của mình. Nàng không chịu nhục nổi, đây là lấy chết chống lại. Bị bốn người Hoành Vân chi mạch bức tử, bọn họ cũng đừng hòng dễ chịu. Không được, bốn người Lâm Tuyết phong kinh hãi, không nghĩ tới Hàn Tâm Nghiên lại cương cường như vậy, chỉ ăn chút nhục nhã liền muốn tự sát. Bọn họ vội vã ngăn cản, nhưng năm người thực lực tương đương, làm sao có khả năng kịp. Chương 1450, bỏ thuốc Mắt thấy chiêu kiếm này đã cắt đến gáy của Hàn Tâm Nghiên, bọn họ không khỏi mắt tối sầm, chết mặc dù là Hàn Tâm Nghiên, nhưng bọn họ cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Hàn Tâm Nghiên nhắm hai mắt lại, ở trước khi chết, nàng không muốn nhìn bốn người xấu xí này mà đi. Đùng, trường kiếm hạ xuống, nhưng không hề chém lên cổ của Hàn Tâm Nghiên, một bàn tay lớn đúng lúc duỗi ra, nắm chặt thân kiếm. Đây chính là thần binh cấp 8, nhưng nắm ở trong bàn tay lớn kia lại không có chút tác dụng. Chính là Lăng Hàn Trước đó hắn tiến vào hắc tháp tìm hiểu, phòng ốc nện xuống tự nhiên không thể kinh động hắn, vẫn là tiểu tháp nhắc nhở, hắn mới đúng lúc xuất hiện, giải từ cục của Hàn Tâm Nghiên. Ngươi, sao hiện tại ngươi mới đi ra? Hàn Tâm Nghiên mở mắt, thời điểm nhìn thấy lăng hàn, nước mắt không hăng hái mà chảy ra. Nàng chịu oan ước bao lớn, ngươi biết không? Vẻ mặt lăng hàn lạnh lùng, gật gù nói. Xin lỗi, hắn cởi áo khoác xuống khoác lên người Hàn Tâm Nghiên, sau đó nhìn về phía bốn người lâm tuyết phong, ánh mắt lạnh đến khiến người ta có thể đông lại. Hắn đối với Hàn Tâm Nhiên cũng không có tình cảm đặc thù gì, chỉ là bằng hữu bình thường. Nhưng nếu là bằng hữu của hắn, vậy liền không phải ai cũng có thể nhục nhã. Ngươi là ai? Cô gái của Hoành Vân Chi Mạch kia khinh thường nói, Lăng Hàn thu lại khí tức, nàng đương nhiên không thể nhìn ra thực lực của Lăng Hàn. Đùng, Lăng Hàn cách không quất tới một bạt tai, nửa bên gò má của nữ tử lập tức sưng đỏ lên, gương mặt nguyên bản quyến rũ yêu diễm trong nháy mắt trở nên vô cùng xấu xí. Người cũng là nữ nhân, bắt nạt một nữ nhân khác như thế, không cảm thấy đáng thẹn sao. Người, người dám đánh ta. Nữ nhân kia nhảy lên, một bộ như mèo bị đạp cái đuôi. Nàng đan võ song tu, thiên phú chắc Việt, hơn nữa dáng dấp còn đẹp, ở trong tộc không biết được bao nhiêu người theo đuổi, thậm chí ngay cả các trưởng bối cũng yêu thích nàng có chút quá mức. Nhưng hiện tại, nàng lại bị người đánh một bạt tai. Không thể nhẫn, thật to gan, sắc mặt của ba người lâm tuyết phong cũng âm trầm nhìn trầm trầm lăng hàn, người quá mức quá mức lang hàn cười nhạt chút nữa các người sẽ biết cái gì gọi là quá mức lang hàn vũ di gặp nguy hiểm người nhanh đi trợ giúp nàng hàn tâm nhiên vội vàng nói nàng có thể đoán được một khi lâm vũ khởi bị bắt hậu quả khó mà lường được cũng còn tốt cho dù thực lực của lâm phong mạnh hơn nhưng muốn bắt sống lâm vũ khởi vẫn rất khó khăn tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể làm được không tốn bao nhiêu thời gian đâu lang hàn ra tay khẩu khí thật cuồng Bốn người Lâm Tuyết Phong trừng mắt gầm lên, dồn dập phản kích. Nhưng chỉ là nhật nguyệt cảnh, sao có thể đấu với tinh thần cảnh. Kỳ tài ngút trời như lăng hàn, cũng chỉ có tu đến cực cảnh đỉnh cao mới có thể đấu với tinh thần cảnh tiểu cực vị sơ kỳ, huống chi những a miêu a à cầu này. Đúng, dưới một trường, bốn người đều bị chân áp, hơn nữa quần áo của bọn họ cũng trong cùng một lúc hóa thành hồ điệp bay lượt, không còn một mảnh. a à, nữ nhân kia nhất thời hét dầm lên, suýt chút nữa hôn mê bất tình tuy ba nam nhân không rít gào nhưng sắc mặt trắng bệch ở trước mặt mọi người biến thành heo làm sao chịu nổi lang hàn không để ý chút nào hơi suy nghĩ liền niêm phong tu vi của bốn người kia lại sau đó treo ở trên một cây cao ở ngoài cửa viện đã như thế e là toàn bộ tổ địa đều có thể thấy rõ ràng phu nhân đi phương hướng nào lúc này lang hàn mới hỏi hàn tâm nghiên khuôn mặt của hàn tâm nghiên đỏ bừng lên căn bản không dám ngẩng đầu trước không cẩn thận nhìn thấy một người cởi chuồng cũng còn tốt là nữ nhân kia nếu không nàng khẳng định buồn nôn đến nửa năm ăn không vô a à. đầu của nàng không dám ngẩng lên dùng ngón tay chỉ một phương hướng dưới chân lăng hàn dẫm một cái lập tức phá không mà đi triển khai trích tinh bộ hắn dẫm không khí quy tắc không trói buộc được hắn trái lại bị hắn mượn dùng không ngừng tăng lên tốc độ một bên khác hắn bắt giữ khí thức thuộc về lâm vũ khởi không đến nỗi mất phương hướng cách xa nhau vạn dặm lâm vũ khởi đang cùng lâm phong ác chiến sức chiến đấu của nàng tuy hơi yếu nhưng vừa vặn mang theo một thần khí rất lợi hại, là một cẩm y, lấy tơ của yêu thú cấp 10 cổ vân tàm, lạc ấn thần văn vô cùng mạnh mẽ, làm cho nàng có thể phát huy ra sức chiến đấu của trung cực vị hậu kỳ. Có điều, Lâm Phong cũng đã sớm chuẩn bị, hắn nuốt vào một viên kim đan, mỗi lần phun ra nuốt vào, lực lượng của hắn sẽ tăng vọt một đoạn dài, nổ ra công kích thậm chí tiếp cận đại cực vị. Cũng còn tốt, này chỉ có thể kéo dài một đòn, khi hắn phun ra kim đan, lực lượng sẽ trở về trình độ bình thường, bằng không có thể tăng lên vô hạn, vậy cũng không cần đánh, đã sớm thắng. Dù như vậy, Lâm Vũ Khởi vẫn rơi vào hạ phong, chỉ có thể kiên trì mà thôi. Lâm Phong cười gần, nhốt Lâm Vũ Khởi lại chỉ là một sách lược của hắn, sát chiêu chân chính là đến từ viên kim đan hắn phun ra nuốt vào kia, bị hắn luyện vào đồ vật thuốc tình cực mạnh, chỉ cần hít vào đạt tới trình độ nhất định, ngay cả cường giả tinh thần cảnh thì đã làm sao, cũng hóa thành giã thú khát khao. Mà vì không cho Lâm Vũ Khởi khả nghi, hắn cũng không có bài xích dược lực, ngược lại đan là hắn luyện có kháng lực nhất định mà chỉ cần lâm vũ khởi chúng chiêu vậy cái này vừa vặn trợ hứng cho hắn có thể làm lâu hơn a à. tái chiến một hồi chỉ thấy khuôn mặt của lâm vũ khởi nổi lên đỏ ửng như hoa đào cực kỳ xinh đẹp đặc biệt là mị nhãn càng câu hồn đoạt phách long lanh đến khiến người ta say mê ha 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 lâm vũ khởi ngoan ngoãn thần phục ở dưới khố của ta đi lâm phong cười to hắn phảng phất đã thấy lâm vũ khởi nằm ở dưới người của hắn bị hắn chinh phạt điều này không khỏi làm hắn nổi lên phản ứng hạ thân nhô thật cao cũng không biết là nghĩ quá mê ly hay vì tác dụng của thuốc nguyên bản lâm vũ khởi cảm thấy hơi không thích hợp nghe lời này của đối phương khuôn mặt không khỏi biến sắc nói người động tay chân kha kha chỉ là để ngươi hít một ít dược mà thôi trợ hứng a người tao như thế lẽ nào chưa từng dùng qua vật này lâm phong cười to cảm giác khát khao mãnh liệt thật bành trướng đề tiện vô liêm sỉ Hai mắt của Lâm Vũ khởi đỏ lên, lại không lo được cùng đối phương chiến đấu, thân hình xoay một cái, muốn lui lại. Chương 1451: Tự mình giải quyết. Lâm Phong đầu chịu bỏ qua thịt mỡ đến miệng chảy mất, vội vã chặn lại, thực lực của hắn mạnh hơn, chỉ cầu Vây Lâm Vũ khởi tuyệt đối là thừa sức. Lâm Vũ khởi càng ngày càng nhanh, nhưng thân thể càng ngày càng ruồng bỏ ý nguyện của nàng, mềm nhũn rồi lại nóng lên, ánh mắt quyến rũ tích nước, môi đỏ như liệt diễm, muốn đốt cháy chính mình. Ha 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 ha. Từ mấy ngàn năm trước ta đã muốn sao 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 ngươi, hôm nay cuối cùng có thể được mong muốn." Lâm Phong vô cùng đắc ý. Thật sao? Một thanh âm nhàn nhạt, nhạt đột nhiên vang lên, Lâm Phong đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy phía sau không biết lúc nào lại có thêm một người tuổi còn trẻ, đang xem thường nhìn mình. Thân thể phi hành, tinh thần cảnh, da hỏa thật trẻ tuổi, tuyệt đối sẽ không vượt qua 500 tuổi. Lâm Phong chố mắt, theo tu vi của Lăng Hàn tăng lên, muốn phán đoán tuổi tác chính xác của hắn cũng càng thêm khó khăn cần tu vi tăng cao tương ứng, bởi vậy Lâm Phong chỉ có thể nhìn ra tuổi tác của Lăng Hàn trong vòng 500 tuổi. Nhưng cái này cũng đủ để cho hắn giật mình, 500 tuổi, cho dù là ở lâm gia, có đan dược cuồn cuộn không ngừng cung cấp, nhưng người đạt đến tinh thần cảnh nhanh nhất cũng phải 10 vạn tuổi, mà này đã là kỳ tài ngút trời, còn phải thêm vào kỳ ngộ không ngừng, không chỉ cắn dược đơn giản như vậy. Đột phá bình phong cảnh giới, không phải chỉ đan dược liền có thể lập công, cần tìm hiểu a. À mà tìm hiểu thì cần thời gian, động một chút là lấy vạn năm tính. Vì lẽ đó, tinh thần cảnh 500 tuổi, hù chết người. Nhưng dưới dục sắc hôn tâm, hắn cũng không kịp nhớ đi chấn kinh, chỉ muốn đuổi lăng hàn, cùng lâm vũ khởi thành chuyện tốt. Cút ngay, hắn quá to, không có thói quen này, không biết lăn. Lăng hàn bình tĩnh nói, nhưng trong ánh mắt dập dờn ra lửa giận. Hắn là đan đạo đế vương, chỉ cần thoáng cảm ứng liền biết nơi đây đầy dẫy khí tức khiến người ta muốn rơi vào bể dục. Hiển nhiên, đối phương động ám chiêu điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ nằm ở dưới trạng thái đối địch vậy nam nhân nữ nhân đều không khác biệt chỉ một chữ giết nhưng đối địch như thế nào đi nữa lăng hàn cũng xem thường dùng thủ đoạn như vậy vô liêm sỉ đến cực điểm ngươi đáng chết lăng hàn nói trong ánh mắt sát khí giật động đột nhiên đánh về phía lâm phong một quyền đây chính là hòa vào thiên uy đấm ra một quyền phảng phất thiên phạt cực kỳ đáng sợ hả lâm phong kinh hãi rõ ràng chỉ là tinh thần cảnh tiểu cực vị, làm sao mang đến cho hắn cảm giác như thiên địa trừng phạt, có mùi vị của thiên kiếp nhỉ. Hắn chỉ kịp thu hai tay bảo vệ ở trước người, cú đấm này đã đánh tới, oanh, đánh bay hắn ra ngoài. Hắn không khỏi ngơ ngác, giơ tay nhìn, chỉ thấy trên cánh tay đã xuất hiện vết thương rõ ràng, là bị lăng hàn đánh gãy xương. Quyền lực thật đáng sợ, ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Phong nhìn chằm chằm lăng hàn, một bên vận chuyển nguyên lực, hai tay lập tức phục hồi như cũ. Cái này không phải sức khôi phục của hắn kinh người, mà là mạnh mẽ lấy nguyên lực vuốt xương gãy, tiếp tục như vậy, một khi nguyên lực triệt hồi, vậy xương gãy vẫn là xương gãy. Lăng Hàn, dẫn ta đi, Lâm Vũ khởi càng ngày càng không chịu được nữa, nàng mị nhãn như tơ, nước da như ngọc hiện ra ánh sáng lộng lẫy. Con mắt của Lâm Phong hơi chuyển động, lập tức có chủ ý nói. Người trẻ tuổi, tin tưởng ngươi cũng có ý nghĩ với nữ nhân này, ha ha, ta có thể để nàng cùng ngươi một thời gian. Có điều sau khi xong việc, Nàng nhất định phải quy về ta, thế nào? Yên tâm, nàng đã bị thập luyện mê hương của ta ăn mòn thần trí, chỉ có thể càng ngày càng khát vọng nam nhân, thậm chí chỉ cần có, ngay cả dã thú cũng sẽ không chú ý. Ngươi thoải mái xong, ta thay ngươi thu thập tàn cục, chắc chắn sẽ không tiết lộ bí mật của ngươi. Hắn vừa nói, một bên tiếp cận về phía Lăng Hàn, đột nhiên phun ra kim đan, lại hút một cái, lực lượng bùng lên gấp 10 lần, một quyền vung lên đánh tới Lăng Hàn. Ha 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 ha, ta mưu đồ mấy ngàn năm thịt mỡ làm sao sẽ tặng cho ngươi. Trước nói như vậy, chỉ là muốn cho Lăng Hàn ý loạn tình mê mà thôi, tin tưởng bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ trúng chiêu, ở trước mặt hấp dẫn như vậy, ai có thể không động lòng. Nhưng sau khi hắn đấm ra một quyền, trong lòng liền căng thẳng, bởi vì sắc mặt của Lăng Hàn quá bình tĩnh, thậm chí lãnh khốc đến đáng sợ. Hóa ra dược lực này lợi hại như vậy, mà ngươi cũng đã hấp thu không ít, dựa theo cái này, ngươi thấy mẫu sẽ lên, không lưu ý đẹp hay xấu, là người hay thú lăng hàn giật động thiên uy trong nháy mắt liền tước đi hai tinh của lâm phong oanh hắn vung quyền đón nhận cùng lâm phong kích đấu một chiêu lâm phong phun ra nuốt vào kim đan lực lượng miễn cưỡng tiếp cận đại cực vị nhưng hiện tại bị tước hai tinh vậy lực lượng chỉ còn lại ở trung cực vị hậu kỳ tương đương lăng hàn bởi vậy một quyền đối đầu hắn bị đánh bay mà lăng hàn chỉ hơi lui về phía sau vài bước cũng đã ổn định thân hình lâm phong ngơ ngác đây thực sự là tiểu cực vị sao tại sao đáng sợ như vậy hơn nữa đối phương nói là có ý gì mơ hồ để hắn phát lên cảm giác không rõ lăng hàn giết ra các loại bí pháp cùng xuất hiện dưới tuế nguyệt thiên thu lâm phong công kích không có kết quả chỉ mấy chiêu mà thôi liền bị lăng hàn bắt giữ có điều lăng hàn cũng không có lạnh lùng hạ sát thủ mà thôi thúc dược lực trong cơ thể hắn phát huy càng nhanh hơn thét 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 hai mắt lâm phong đỏ bừng tỏa ra khát khao khiến người ta sợ sệt nhìn chằm chặp lâm vũ khởi đoán mò cái gì cút lăng hàn tiện tay ném đi lâm phong liền bị hắn ném xuống oanh lọt vào trong núi rừng hắn thuận tiện còn niêm phong lại đại bộ phận lực lượng của lâm phong không còn khả năng bay lên được nữa nhưng dược lực trong cơ thể lâm phong đã điên cuồng phát tác hắn đỏ cả mắt bắt đầu truy đuổi dã thú nhất thời dã thú nơi này gặp vận rủi lớn bị hắn điên cuồng đánh gục hơn nữa dược lực này quá khủng bố một lần làm sao đủ bầy thú chạy trồm liều mạng chạy trốn Lăng Hàn cười to, cái này gọi là ác hữu ác báo, tự thực ác quả. Ở trong lâm gia tổ địa giết người của lâm gia, điều này hiển nhiên là không thể, mà cái này mới là trừng phạt tốt nhất đối với Lâm Phong, sau này gặp phải lại giết cũng không muộn. "Đệ đệ, cho ta." Lâm Vũ khởi quấn tới, trong ánh mắt nàng còn có một tia thanh minh cuối cùng, nhưng đại bộ phận là khát khao mãnh liệt. Chương 1452, không để yên. "Cho ngươi, tỷ tỷ nhận, ngươi nhận, nhưng ta không tiếp thu." Lăng Hàn đập tới đánh ngất lâm vũ khởi sau đó nâng lên xèo quay về chỗ cũ nhưng dược lực này cũng không phải đánh ngất liền xong việc dục vọng chưa trừ diệt nàng chỉ có thể thiêu sạch chính mình tốc độ của lăng hàn nhanh chóng chỉ nháy mắt liền về lâm ra tổ địa hắn hơi vung tay ném lâm vũ khởi cho hàn tâm nghiên lâm vũ khởi đã hoàn toàn bị dược lực khống chế nàng phát ra tiếng rên rỉ khiến lòng người say mê thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo như một xà mỹ nữ trắng toát vũ di làm sao vậy Lâm Vũ khởi kinh hãi, uống thuốc mà thôi. Lang Hàn tức giận nói: người dẫn nàng vào nhà giải quyết cho nàng một chút. A, à, Hàn Tâm nhiên há to miệng, cái này giải quyết thế nào? Chẳng lẽ muốn dùng mài gương trong truyền thuyết? Chẳng lẽ còn muốn ta hiến thân? Lang Hàn chừng một chút, lưu manh. Hàn Tâm nhiên đỏ mặt, sau khi mắng một câu, liền vội vã mang Lâm Vũ khởi tới một tòa biệt viện khác, cũng không thể thật cho Lâm Vũ khởi thất thân a. À. Một lúc sau trong phòng phát ra thanh âm mèo kêu khiến người ta không chịu được làm sao cũng dừng không được không tức là sắc sắc tức là không lăng hàn ở bên ngoài bảo vệ miệng lẩm bẩm suy nghĩ một chút liền có thể biết bên trong xảy ra chuyện gì điều này làm cho trái tim của hắn có chút đập mạnh có chút nắm giữ không được dằn vặt một ngày một đêm thanh âm kia mới rốt cục ngừng lại lâm vũ khởi cùng hàn tâm nghiên đi ra trên khuôn mặt vẫn còn có đỏ ửng chưa tan hàn tâm nghiên đầy mặt ửng đỏ xấu hổ khi gặp lăng hàn da mặt của nàng còn non lắm. Lâm Vũ Khởi thì hoàn toàn không thèm để ý, còn ném cho Lăng Hàn cái mị nhãn nói. Tiểu Hàn Tử, cơ hội tốt như vậy cũng bỏ qua, người thật là một nam nhân sao. Tuy nàng nói cười tự nhiên, nhưng trong ánh mắt có không phục mãnh liệt. Trước Lăng Hàn cự nàng từ ngoài ngàn dặm, nàng có thể cho rằng Lăng Hàn là lạt mền buộc chặt, có thể nói là thủ đoạn cao minh, định lực tuyệt vời. Nhưng nàng chúng mị độc, chủ động cầu hoan, Lăng Hàn lại còn từ chối. Nàng liền không thể nhẫn nhịn, Lúc nào mị lực của nàng trở nên kém như thế, thậm chí ngay cả một nam nhân nho nhỏ cũng mê không được. Nếu như nói trước đó nàng chỉ đùa lăng hàn, như vậy hiện tại nàng là đấu trí mãnh liệt, nhất định phải thu phục nam nhân trước mặt này, để hắn thuần phục ở trước mặt mình. Lăng hàn chỉ nở nụ cười, không có để ý tới. Tiểu tình lang, người ở tình huống kia cũng từ chối tỷ tỷ, đây chính là nhục nhã thiên đại đối với tỷ tỷ. Lâm vũ khởi khí thức như lan, ở bên tai lăng hàn nhẹ giọng nói vì lẽ đó, tỷ tỷ quyết định đời này không để yên cho ngươi. Lăng Hàn không khỏi run lập cập, không phải là không có lên sao. Ngươi cũng không đến tàn nhẫn như thế chứ, quên đi, sau này vẫn là xa xa rời đại yêu tinh này, trong nhà vốn có một bình giấm chua, mà không cần nghĩ cũng biết, loạn tinh nữ hoàng tuyệt đối là bình thứ hai. Còn có một bình còn to lớn hơn ở tiên vực, thanh vũ thành chỉ lớn như vậy, lâm gia càng là phạm vi có hạn, đám người lâm phong đại náo, thậm chí san bằng tiểu viện, gây ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không thể giấu được tin tức, bởi vậy không cần mấy ngày, mọi người liền nghe nói sự tình bốn người Lâm Tuyết Phong bị cởi sạch treo lên cây. cái này mọi người còn có thể cười ha ha bỏ qua. có điều tao ngộ của Lâm Phong, sau khi người ta nghe nói ra mặt đều co giật, lông tơ cả người dựng thẳng lên. ai bảo hắn đẩy ngã tất cả dã thú trong một ngọn núi chứ? không phân chống mái, chỉ cần trên người có động, đều khó thoát ma trưởng của hắn. tê, cái này cần khát khao đến mức độ nào a? À? Nơi này không thiếu đan sư cao cấp, rất nhanh liền phân tích ra, hóa ra Lâm Phong chúng mị độc, mà người khởi sướng chính là bản thân hắn. Tin tức truyền ra, tất cả xôn xao, cái này cần khẩu vị nặng bao nhiêu a, à, mới sẽ để mình ăn mị dược, sau đó làm tất cả dã thú trong rừng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Phong thành biến thái trong biến thái, không người dám tiếp cận, người này ngay cả dã thú cũng hạ thủ được, đối với người chẳng phải là càng thêm khát khao. Nghe nói, ngay cả người hầu của Lâm Phong cũng sợ đến toàn bộ bỏ chạy ở trong một quãng thời gian rất dài, Thanh Vũ Thành đều có ví dụ lấy Lâm Phong làm lời thề, nếu như ta vi phạm cái gì cái gì, buổi tối liền để Lâm Phong tiến vào phòng của ta. Đủ để thấy việc này truyền lưu rất rộng rãi, ảnh hưởng sâu rộng. Lâm Phong đương nhiên không còn mặt mũi lưu lại nữa, kể cả bốn người Lâm Tuyết Phong, toàn bộ ở cùng ngày liền rời Thanh Vũ Thành. Cũng còn tốt, Hoành Vân chi mạch nhân số thịnh vượng, chuyến này tổng cộng có 10 người tham dự tỉ thí, Lâm Phong chỉ là một người hộ đạo trong đó còn có một người hộ đạo khác mang theo sáu thiên tài trẻ tuổi, bởi vậy, bọn họ không đến nổi ngay cả người tham gia thi đấu cũng không có. Cũng bởi vậy, Hoành Vân Chi Mạch ghi hận mấy người lăng hàn, coi là tử địch, căn bản không có nghĩ lại hết thảy là Lâm Phong gây ra hỏa. Nguyên nhân rất đơn giản, Hoành Vân Chi Mạch mạnh, mà An Viễn Sơn Mạch quá yếu. Ba ngày rất nhanh đi qua, nghênh đón Lâm ra chư Mạch thi đấu, quyết định tiêu chuẩn tiến vào thượng cổ bí cảnh. Cái bí cảnh này, được bảo Lâm Cát Sưng là dược vương quật, tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều là một thế giới khổng lồ, mình mông vô ngần. Trăm mạch cùng hiện, mỗi nhất mạch nhiều nhất có thể phái ra 10 người tham dự tỉ thí, phân biệt ghi điểm, nhưng chỉ lấy hai tên thành tích tốt nhất tiến hành xếp hạng cuối cùng, về sau quyết định mỗi mạch đến tột cùng có bao nhiêu người có thể tiến vào dược vương quật. Trước tiến hành kiểm tra cốt linh, bác xa nhất mạch chấp trường tổ địa, có một lão giả đức cao vọng trọng chủ trì cuộc tỉ thí này, hắn gọi lâm tân, tuy chỉ là tinh thần cảnh, nhưng sống đã hơn 30 triệu năm, là lão giả không hơn không kém. Mọi người từng cái tiến hành kiểm tra cốt linh, cái này vừa có thể biết tuổi tác tuyệt đối, vừa có thể căn cứ tu vi tính ra tuổi tác đối lập, nếu không tùy tiện tìm người giả mạo, vậy tỷ thí liền mất đi ý nghĩa. Bởi vì tuổi tác đối lập nhất định phải dưới 30, nên người tham dự nhìn qua đều phong nhã hào hoa, có điều cũng không chỉ là tuấn nam mỹ nữ, thậm chí còn có mấy người tàn tật, nhưng vẫn có thể đứng ở chỗ này. An viễn chi mạch thế yếu, ngay cả kiểm tra cốt linh cũng xếp hạng rất sau, cũng may tốc độ kiểm tra nhanh, không cần chờ quá lâu. Chương 1453, cường giả tinh thần cảnh dưới 500 tuổi thượng. Đột nhiên, đoàn người bắt đầu náo động, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. 724 tuổi, lại có Nhật Nguyệt cảnh hơn 700 tuổi, trời ạ, à, đây là ăn thịt chân long sao, tu vi tiến bộ quả thực như bay a. À. Cái này còn không phải kinh khủng nhất, người này gọi Lâm Dương, có người nói là đan sư cấp 8. Phốc, thực hay giả. Đương nhiên là thật, Lăng Hàn cũng nhìn sang, là một thiếu niên nhìn qua chỉ 18-19 tuổi, tướng mạo rất thanh tú, thậm chí còn có chút ngại ngùng, nhưng số tuổi thật đã đạt đến 700. Sợ là những năm này không phải tu luyện chính là luyện đan, bởi vậy mới sẽ duy trì dáng dấp ngại ngùng. Đan đạo thế gia, quả nhiên cao thủ trẻ tuổi càng nhiều, đây là gốc gác. Chỉ chốc lát, kinh ngạc lại nổi lên, lại xuất hiện một thiên tài đỉnh cấp, tuổi tác lớn hơn một ít, có 1.500 tuổi, nhưng tu vi càng cao hơn, đạt đến nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, tương tự là đan sư cấp 8. Người này tên là Lâm Bạt Đao, thân hình cao lớn, thô lỗ đến cực điểm, rõ ràng tuổi tác đối lập nhỏ vô cùng, nhưng nhìn dáng dấp của hắn lại như đại thúc trung niên 30 tuổi, có vẻ rất dũng mãnh. Có người nói, thiên phú võ đạo của hắn càng cao hơn, chính là thiên tài tứ tinh, được gọi là tiểu cực đao. Tiếp đó, một hồng y thiếu nữ xuất hiện làm toàn trường nổ tung, đây là thiên chi kiêu nữ của Bắc Sa chi mạch, tên Lâm Sơ Ảnh, năm nay mới 200 tuổi. Bước vào Nhật Nguyệt cảnh chỉ mấy năm, không ngờ đã là đan sư cấp 8. Trên lý thuyết, đây là chuyện không thể nào, đan phương cấp cao không phải dễ dàng nắm giữ như thế. Nhưng có người nói thiếu nữ này vô cùng thần kỳ, nắm giữ bộ phận ký ức của một vị tổ tiên gia tộc, lúc sinh ra đời liền nắm giữ tri thức đan đạo kinh người, mới có thể sau khi tiến vào Nhật Nguyệt cảnh liền nắm giữ lượng lớn đan phương cấp 8, thậm chí, nếu không phải cảnh giới hạn chế, nàng cũng có thể luyện chế đan dược cấp 9. Lăng Hàn gật đầu đây không phải chuyển thế sống lại, thần giới 10 tỷ năm mới có thể sinh ra một cây chuyển hồn hoa, ngay cả thánh nhân cũng không nhất định có thể có được, huống chi là một chi mạch của lâm gia. Cũng không phải hết thảy chi mạch đều dùng tộc nhân bản thân, có chút cũng như an viễn chi mạch, trong tộc không thể hiện ra thiên tài, chỉ có thể mời ngoại viện, tỷ như thủy nguyệt chi mạch. Ngoại viện của bọn họ gọi Trương Phong, hơn 50 vạn tuổi, thành danh đã lâu, tu vi bước vào nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, thỏa mãn điều kiện tuổi tác không tới trăm vạn, tuổi tác đối lập không vượt qua 30. Người này cũng là đan sư cấp 8, hơn nữa ở trên đan đạo đắm chỉ mấy chục vạn năm, kinh nghiệm phong phú. Cuối cùng đến phiên lăng hàn, kiểm tra cốt linh, chính là một trận pháp đặc biệt, có thể xuyên thấu huyết nhục, thẳng tới khung xương. Lăng hàn đứng lên, vù, trận pháp vận chuyển, nhưng chậm chạp không có cho thấy cốt linh của hắn. Ô, xảy ra chuyện gì? Trận pháp hỏng rồi sao? Mấy người chủ trì trận pháp cũng kỳ quái, theo lý mà nói, người đứng lên, trận pháp vận chuyển, cốt linh tự nhiên hiện ra, nhưng sao bây giờ không phản ứng chút nào. Người không nên vận chuyển nguyên lực đối kháng, một người lập tức trách mắng, cường giả vận chuyển nguyên lực, sẽ ngăn cản trận pháp xâm lấn, tự nhiên để tác dụng của trận pháp mất đi hiệu lực. Lăng Hàn cười nhạt nói, người cảm thấy ta vận chuyển nguyên lực, người kia chỉ là Sơn Hà Cảnh, làm sao có khả năng cảm giác được cường giả tinh thần cảnh có vận chuyển nguyên lực hay không, không thể làm gì khác hơn là cầu viện nhìn về phía đại nhân vật trong gia tộc, Lâm Tân đi tới, quét lăng hàn một vòng, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Này lại có thể là một vị cường giả tinh thần cảnh. Dưới trăm vạn tuổi, lại có thể đi ra một vị cường giả tinh thần cảnh. Đây chính là cường giả tinh thần cảnh, tôn trọng một chút. Hắn nhìn người kia quát lên, bất luận để ở nơi đâu, tinh thần cảnh cũng có thể xưng một tiếng cường giả, thế lực nào cũng sẵn lòng mời chào. Người kia sợ hết hồn, vội vàng xin lỗi Lăng Hàn. Bởi vì Lăng Hàn thu lại khí tức, trừ khi đồng dạng là tinh thần cảnh, nếu không căn bản không thể nhìn ra hắn sâu cạn, nhiều nhất chỉ cảm thấy hắn sâu không lường được. Lăng Hàn cười còn nói, không sao, trận pháp lần thứ hai vận chuyển, nhưng vẫn không cách nào chắc ra cốt linh của Lăng Hàn. Lâm Tân đầu tiên là không rõ, sau đó lộ ra vẻ hoảng sợ. Trước liền nói, cường giả vận chuyển nguyên lực, có thể ngăn cản trận pháp xâm lấn, từ đó để cốt linh không hóa ra. Nhưng hắn có thể kết luận, Lăng Hàn không có vận chuyển nguyên lực, điểm ấy hắn vẫn có nắm chắc. Nhưng trận pháp không thể đọc ra cốt linh của Lăng Hàn, điều này có ý vị gì? Thể phách của tên này mạnh mẽ đến biến thái, từ đó đưa đến hiệu quả như tấm chắn nguyên lực. Hơn nữa, đây là bị động tồn tại, căn bản không cần chủ động vận chuyển, để trình độ đáng sợ lại vượt qua gấp mấy lần. Lão giả phất phất tay nói, không cần kiểm tra, lão phu có thể bảo đảm, tuổi tác của người này dưới 500 tuổi. Nghe được hắn nói như vậy, toàn trường ồ lên, 500 tuổi, trước có Nhật Nguyệt cảnh 700 tuổi còn có hai nhật nguyệt cảnh đỉnh cao trên ngàn tuổi, cuối cùng lâm sơ ảnh đáng sợ nhất, mới 200 tuổi liền bước vào nhật nguyệt cảnh, cái này đã khiến người ta cực kỳ khiếp sợ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tinh thần cảnh trong vòng 500 tuổi, nghĩa nó, thực hay giả, đều nói tinh thần cảnh là một cửa ải, là ranh giới cường giả, cũng chỉ có bước vào, võ giả mới có thể thân thể phi hành, chân chính ngao du thế giới, không bị quy tắc ràng buộc. Vô luận nói như thế nào, tinh thần cảnh là một sự kiện quan trọng, có câu không tới trăm vạn tuổi không cách nào đột phá. Cái này có chút khuế đại, rất nhiều thiên tài có thể lướt qua độ tuổi này, nhưng tuyệt không khuyết đại như Lăng Hàn. Tinh thần cảnh 500 tuổi, không không không, là tinh thần cảnh trong vòng 500 tuổi, vậy có khả năng là 400 tuổi, cũng có khả năng là 300 tuổi. Cái trị số này càng thấp, trình độ yêu nghiệt của Lăng Hàn sẽ tăng gấp bội, thật đáng sợ. Càng mấu chốt là, hắn lại còn tham gia lần tỉ thí này, điều này có ý vị gì? đối phương ở trên đan đạo cũng có thành tựu tương đối, bằng không ngay cả sáng thế cảnh đến, vậy theo quy tắc cũng không thể chiếm được thượng phong. T, trên đời này có nhân vật đáng sợ như vậy sao? Lăng Hàn nhìn Lâm Tân mỉm cười ra hiệu, tuy hai người vẫn có tranh lệch cảnh giới rất lớn, nhưng dù sao đều là tinh thần cảnh, miễn cưỡng có thể tính là đứng ngang hàng. chương 1454, cường giả tinh thần cảnh dưới 500 tuổi hạ. Lâm Tân nhìn Lăng Hàn, trong đôi mắt có dị thải mãnh liệt. Một thiên tài như vậy, cho dù là ngớ ngẩn trên đan đạo, vậy cũng phải chiêu vào dưới chướng bổn ra, lấy thiên phú võ đạo của Lăng Hàn, lại thêm đan dược của bọn họ, vô cùng có khả năng ở trong vạn năm để Lăng Hàn xông lên hàng hà cảnh. Đến thời điểm ấy, Bắc Sa Chi Mạch sẽ thêm một vị cường giả hàng hà cảnh, địa vị càng thêm củng cố. Đừng nhìn tứ đại gia tộc lấy đan lập ra, nhưng không có vũ lực mạnh mẽ giúp đỡ, đan sư lại nghiêu cũng chỉ có trở thành công cụ kiếm tiền của người khác. Ở thế giới này, trung quy là lấy võ vi tôn không tiếc bất cứ giá nào mời chào lâm tân thầm nói nhưng nếu hắn có ý nghĩ như thế người khác sẽ không nhìn ra giá trị của lăng hàn sao không ai không âm thầm tính toán thiên tài như vậy tuyệt đối không cho bỏ qua ngược lại lăng hàn là trưởng lão vinh dự của bảo lâm các không phải của an viễn chi mạch ai cũng có thể mời chào đúng hay không lâm vũ khởi không chút khẩn trương phải biết nàng mọi cách mê hoặc lăng hàn nhưng tên kia căn bản thờ ơ không động lòng thử hỏi lâm ra còn ai có thể có nữ nhân vị hơn nàng Luận khuôn mặt đẹp, nàng số một số hai. Luận phong tình, nàng càng điên đảo chúng sinh. Luận tu vi, nàng đã bước vào tinh thần cảnh, có mấy người có thể so với? Tập hợp ba người cùng kiêm, chỉ cần là nam nhân liền thần hồn điên đảo với nàng. Vì lẽ đó, mỹ nhân kế là vô hiệu với lăng hàn. Mà nói đến của cải, tuy an viễn trì mạch suy yếu lâu ngày, nhưng dù sao có vô số năm tích lũy, cũng không phải liều không nổi. Nàng cực kỳ chắc chắc, lăng hàn lui về chỗ cũ, một đường đi qua nhất thời hấp dẫn vô số đôi mắt trước hắn thu lại khí tức không ai biết hắn là cường giả tinh thần cảnh đương nhiên sẽ không được coi trọng nhưng thời khắc này hắn phảng phất như thái dương trở nên bắt mắt đặc biệt là những mỹ nữ kia không ai không ẩn tình đưa tình với hắn thế giới này tôn sùng thực lực huống chi lăng hàn còn trẻ tuổi như thế ngày sau tiền đồ không thể đo lường lâm sơ ảnh cũng mắt thả dị thải nàng tự cho mình cực cao cho rằng thiên hạ không nam tử nào có thể xứng với mình nhưng hiện tại phương tâm bị va một phát, mạnh mẽ xông vào một bóng người. Tiếp đó, bắt đầu tỉ thí trận thứ nhất, phân biệt dược liệu. Lâm Tân mở miệng, hết thảy nhân viên tham dự tỉ thí vào chỗ, người đồng nhất chi mạch bị tách ra, để tránh có cơ hội làm càn. Trước mặt lang hàn chính là một cái bàn, trên bàn lại đặt một bao tải, nhưng có thần văn phong ấn, nếu muốn lấy thần thức mạnh mẽ tham dò vào, phong ấn sẽ vỡ nát. Khi ngọn nến này cháy, các người có thể mở túi ra, bắt đầu phân biệt dược liệu, khi ngọn nến cháy hết, liền tiến hành thống kê, ai xứng đôi số lượng chính xác càng nhiều, chính là người thứ nhất, có thể được 100 điểm. Lâm Tân từ Tốn nói, nhưng thanh âm thanh thanh sở sở truyền tới trong tai mỗi người. Nói xong, hắn nhìn một người bên cạnh gật gù, người kia lập tức đốt nến. Nhất thời, tất cả mọi người hành động, mở ra bao tải trên bàn. Đây là một không gian linh khí, nhìn như chỉ bằng nửa người, nhưng không gian trong đó rất lớn. Từng mảng dược liệu đổ ra, mọi người tiến hành phân biệt. Ở trên giấy viết xuống tên dược liệu, sau đó để dược liệu qua một bên, không ngừng lặp lại quá trình này. Vì hết sức phân biệt càng nhiều dược liệu, nếu gặp phải không quen biết, hoặc không nắm chắc vậy trực tiếp để qua một bên, không đi lãng phí thời gian. Toàn trường vô cùng yên tĩnh, chỉ có cầm, thả dược liệu phát ra tiếng vang nhỏ bé. Lâm Dương không tệ, mới dùng một phần ba thời gian, phân biệt dược liệu đã hơn 100.000. Dù sao cũng là thiên tài, lâm bà đao cũng không tệ rõ ràng ở võ đạo có thiên phú xuất sắc, nhưng ở trên đan đạo thành tựu cũng rất bất phàm. Mạnh nhất vẫn là nhà đầu sơ ảnh kia, gần như có 19 vạn. Các trưởng bối cũng tụ ở một bên, tuy tất cả chi mạch là quan hệ cạnh tranh, nhưng mỗi người vẫn hy vọng Lâm gia có thể trở nên càng mạnh hơn, hiện ra càng nhiều thiên tài. Bởi vì bảo Lâm các không chỉ của Lâm gia, còn có ba gia tộc lớn khác. Trong Lâm gia cũng cạnh tranh kịch liệt như vậy, có thể suy ra tứ đại gia tộc ám sóng mãnh liệt bao nhiêu, nếu Lâm gia thường thường mấy đời, Vậy tuyệt đối sẽ bị ba gia tộc lớn kia ăn sạch. Trương Phong cũng thật lợi hại, có người kinh ngạc thốt lên, mọi người dồn dập nhìn về phía Trương Phong, vị ngoại viện này tuổi tác ở trong người dự thi có thể nói là số 1 số 2, nhưng tuổi tác mang đến chỗ tốt chính là kinh nghiệm phong phú, giám định dược liệu cực kỳ có thứ tự, hai tay như bay, hầu như nhìn một chút liền có thể lập tức viết tên dược liệu ra. Có điều, tuyệt không có người sẽ tiêu tất cả tinh lực vào phân biệt dược liệu, trọng điểm khẳng định vẫn là luyện đan bởi vậy Trương Phong cũng không phải mỗi cây dược liệu đều có thể phân biệt ra, ở một bên vẫn bày đặt một đống dược liệu, kia là dược liệu hắn không quen biết, hoặc là không chắc chắn lắm. Càng không yếu hơn sơ ảnh, mấy lão đầu tử thở dài nói, sơ ảnh dung hợp ký ức của một vị lão tổ, chỉ luận đan đạo, ngàn vạn tuổi trở xuống hẳn là không người có thể ngang hàng. Nếu không phải giới hạn tu vi, nàng hoàn toàn có thể trở thành đan sư cấp 14. Dù sao, phân biệt dược liệu chỉ là cơ sở, đạt đến mức độ nhất định liền có thể, then chốt vẫn là nhìn trình độ luyện đan. Ừm, nhiều lão giả cũng gật đầu, ồ, xem tiểu tử kia, có người chỉ về phía lăng hàn, các lão giả nhìn sang, mỗi người không khỏi cực kỳ khiếp sợ. Tốc độ thật nhanh, ở trước mặt của lăng hàn, dược liệu phân biệt qua trồng chất như núi, nếu không có nguyên lực cố định, sợ là đã sớm lật. Chuyện này, có ít nhất 20 vạn cây, có người run giọng nói, tuyệt đối, các lão đầu chấn kinh rồi, tốc độ này lại còn nhanh hơn lâm sơ ảnh, để bọn họ không thể nào tiếp thu được. Phải biết lâm sơ ảnh không phải là một người chiến đấu, nàng dung hợp xương sọ của một vị tổ tiên lâm ra, thu được hết thảy tri thức đan đạo của đối phương, tương đương với hơn người khác trăm triệu năm tích lũy, cái này ai có thể so được. Nếu như không phải tiểu tử này làm bừa, vậy năng lực đánh giá dược liệu của hắn quá khủng bố. Tất cả mọi người gật đầu, đương nhiên cũng có thể là tỷ suất sai lầm của lăng hàn cao đến kinh người, vậy đừng nói hiện tại hắn chỉ phân biệt hơn 20 vạn cây, dù hơn 2 triệu cây cũng toi công. chương 1455, kết thúc sớm công việc. Tốc độ của Lăng Hàn như bay, thần thức của hắn đạt đến mức độ tỉ mỉ, cô tay liền đồng thời tiến hành phân biệt trên trăm cây dược liệu, thần thức đương nhiên cũng có thể khống bút, viết xuống tên của mỗi một cây dược liệu. Ở trong mắt hắn, chỉ có hai loại nhận thức cùng không quen biết, tuyệt không tồn tại dược liệu giống như đã từng quen biết, không chắc chắn lắm. Bởi vậy, dược liệu hắn phân biệt ra cùng dược liệu không có phân biệt ra là gần như tương đương. Khi ngọn nến thiêu đốt 2 phần 3, Lăng Hàn ngừng lại, hắn đã phân biệt gần như 36 vạn loại dược liệu, đây là hắn đã học, một bên khác bày đặt gần như nhiều như vậy, đây là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tại sao hắn rõ ràng học tập 40 vạn loại, hiện tại chỉ dám định 36 vạn loại? Bởi vì 40 ngàn loại dược liệu còn lại cực kỳ quý giá, đâu thể nào một người một cây, đem ra dám định chứ? Huống hồ, 70 mấy vạn loại dược liệu còn chưa đủ sao? Không nhất định phải tập hợp 81 vạn loại dược liệu, căn bản không có ai có thể ở trong thời hạn quy định phân biệt toàn bộ. Ngoại trừ tên yêu nghiệt lăng hàn này, hắn còn có một phần ba thời gian, nhưng đã không có vật liệu cho hắn phân biệt, không quen biết chính là không quen biết. Ta kết thúc công việc, đến nghiệm thu đi. Hắn mở miệng nói, lời vừa nói ra, suýt chút nữa để người còn đang chăm chú phân biệt dược liệu té lộn mèo, bởi vì người chậm chỉ vừa phân biệt hơn một vạn loại, có thể nói là mới bắt đầu, nhưng Lăng Hàn lại còn nói kết thúc công việc, đây là đang đả kích người sao. Ngay cả bọn người lâm sơ ảnh, lâm dương cũng run lên, tâm tình chịu chút ảnh hưởng, ngược lại là Trương Phong vẫn chấn định, hai tay cực kỳ ổn định. Các lão gia hỏa cũng có chút không biết làm sao, tỉ thí như vậy không biết tiến hành bao nhiêu lần, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai sớm hoàn thành, bởi vậy bọn họ sửng sốt một chút mới thu lấy tờ giấy của Lăng Hàn. Dược liệu không có phân biệt tự nhiên một lần nữa thu hồi bao tải, bọn họ thì kiểm kê dược liệu còn lại. Chính xác, chính xác, chính xác, hơn 10 lão giả cùng một chỗ kiểm nghiệm, tốc độ này tự nhiên rất nhanh, nhưng vẻ mặt của bọn họ càng ngày càng khiếp sợ, bởi vì căn bản không có một loại sai lầm. Hồi lâu sau, 36 vạn loại dược liệu toàn bộ kiểm tra xong, quả nhiên, không một phạm sai lầm. Những lão giả này hai mặt nhìn nhau, đều có thể từ trong ánh mắt của đối phương nhìn thấy khó mà tin nổi. Phải biết Lăng Hàn là sớm kết thúc, mà hiện tại tuổi tác của hắn còn chưa đầy 500 tuổi, nói cách khác, hắn không có ở trên phân biệt dược liệu tiêu tốn quá nhiều thời gian, vậy lại cho hắn 500 năm, phân biệt ra dược liệu có thể đạt đến bao nhiêu? 50 vạn, 60 vạn, 70 vạn, t, quái vật a. Bọn họ nguyên bản đã muốn mời chào Lăng Hàn, hiện tại ý nghĩ này tự nhiên tăng vọt gấp trăm lần. Mặc dù nói phân biệt dược liệu châu bò cũng không có nghĩa là luyện đan cũng châu bò, nhưng đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Ngọn nến rốt cục cháy hết, tất cả mọi người ngừng lại, bắt đầu tính thành tích Bắc Sa Chi Mạch phát động rất nhiều người, cuối cùng ở hơn nửa ngày sau kiểm kê xong. Người thứ nhất là Lâm Sơ Ảnh, tổng tổng cộng giám định 47 vạn loại dược liệu, sai 19 loại. Lâm Tân tuyên bố kết quả, nghe được thành tích này, tất cả mọi người vỡ tổ, quá kinh người, lại có thể phân biệt ra 47 vạn loại, hơn nữa chỉ sai 19 loại, không hổ là thiên tài được ký ức của Thượng Cổ Đan Đạo Đại Năng. Lâm Sơ Ảnh kiêu ngạo ngẩng khuôn mặt lên, cái này ở trong dự liệu của nàng, chính là mạnh như thế. Người thứ hai là Trương Phong, tổng tổng cộng giám định được 38 vạn loại dược liệu, sai 297 loại. Lâm Tân lại nói, mọi người lần thứ hai châu đầu ghé tai, điều này cũng cực kỳ lợi hại, đừng nhìn tuổi của Trương Phong lớn hơn, nhưng làm sao có thể so với người ta dung hợp ký ức của đan đạo đại sư. Người thứ ba là Lăng Hàn, tổng cộng giám định 36 vạn loại dược liệu, không một sai lầm. Phốc, tất cả mọi người phun ra ngoài, không một sai lầm. Này này này, thế này thì quá mức rồi, hơn nữa, Lăng Hàn còn sớm một phần ba thời gian kết thúc công việc. Còn có, tên này mới 500 tuổi A, à, lại cho hắn 500 năm, chẳng lẽ hắn có thể hoàn mỹ phân biệt ra 72 vạn loại dược liệu. Trên đời có quái vật như vậy sao? Lâm sơ ảnh không khỏi thu hồi vẻ kiêu ngạo, nhìn về phía Lăng Hàn, thiên tài như vậy mới xứng với mình. Trận đầu tỉ thí tuy Lâm sơ ảnh thứ nhất, nhưng Lăng Hàn chói mắt nhất. Sau khi thứ tự được xác định, lại tiến vào vòng tỉ thí thứ hai, vẫn là phân biệt dược liệu, nhưng độ khó tăng lên là phân biệt dược liệu hỗn hợp, ở trong hỗn hợp nói ra các loại dược liệu trong đó. Cái này tổng cộng tiến hành 30 lần, mỗi lần đại khái hỗn hợp gần 200 loại dược liệu. lang Hàn vẫn đáp nhanh nhất, thế nhưng hắn chịu thiệt ở trong 40 vạn loại dược liệu cơ sở mình nhận thức, chỉ có một nửa, bởi vậy hắn trả lời cũng chỉ chính xác một nửa. Như vậy tỷ số chuẩn xác tự nhiên không cao, nhưng chỉ nói tốc độ trả lời, hắn còn nhanh hơn Lâm Sơ Ảnh gấp đôi cho thấy hắn ở phân biệt dược liệu có thiên phú đáng sợ đến mức nào. Sau khi trả lời kết thúc, thành tích của Lăng Hàn không tính tuyệt hảo, nhưng cũng chen vào 10 vị trí đầu, dù sao còn có thời gian hạn chế, thả ra thời gian, này phỏng trừng Lăng Hàn sẽ rơi xuống tới trăm tên. Lần này, vẫn là lâm sơ ảnh thứ nhất, thay Bắc Sa Chi Mạch đạt 100 điểm, tổng điểm đạt đến 200. Thứ hai lại đổi thành lâm bạt đao, không nghĩ tới tướng mạo của hắn cực kỳ thô lỗ, nhưng ý nghĩ lại cực kỳ nhẫn nhụi, quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình rong. Lăng Hàn ở vòng thứ nhất đạt được 97 điểm, vòng thứ hai 91 điểm, gộp lại cũng không thấp. Hàn Tâm Nhiên kém hơn nhiều, vòng thứ nhất 11 điểm, vòng thứ hai 14 điểm, gộp lại mới 25 điểm. Vòng thứ ba tỉ thí, ghép lại dược liệu, không phải một cây, mà là mấy trăm cây dược liệu trộn lẫn đến cùng một chỗ. Tốc độ của Lăng Hàn vẫn nhanh nhất, nhưng vấn đề cũ vẫn còn, lần này, hắn xếp tới thứ 8, bắt được 92 điểm thứ nhất vẫn như cũ là Lâm Sơ Ảnh, ba hạng tỷ thí đều dẫn đầu. Lâm Vũ Khởi hoàn toàn tự tin, đừng nhìn Lâm Sơ Ảnh đã thắng liền ba chàng, nhưng bốn cuộc tỷ thí, điểm tăng không cùng, trận thứ tư mới là chính đề, chiếm 5 phần 10 điểm số. chương 1456, Đại sư, bởi vậy, chỉ cần Lăng Hàn bắt được thứ nhất ở trận thứ tư, mà Lâm Sơ Ảnh ở vòng này phát huy kém một chút, vậy Lăng Hàn liền có thể cái sau vượt cái trước, một lần bắt quán quân. Cái này suy nghĩ một chút liền để nàng kích động, thân thể mềm mại không nhịn được có chút nóng lên, rất muốn bị nam nhân kia ôm vào trong lòng, tàn nhẫn hôn môi mình, trà đạp ngọn núi ngạo nhân của nàng, sao 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 sao. Phi phi phi, nàng vội vã le lưỡi, lại sẽ ngây người với một nam nhân, nàng đây là chúng ta sao. Sau vòng tỉ thí thứ ba, mọi người có hơn nửa ngày nghỉ ngơi, luyện đan nhất định phải hết sức chăm chú, không cho phép nửa điểm sơ xảy bất cẩn. Bắt đầu đi, vẫn là lâm tân chủ trì, mỗi người luyện đan gì, do mỗi người quyết định, nhưng cuối cùng có thể xếp thứ mấy, liền phải xem cấp bậc đan dược luyện chế, cấp bậc tương đồng, liền xem độ khó luyện chế, độ khó tương đương, lại so phẩm chất, số lượng. Nói thí dụ như, tương tự là đan dược cấp 8, vậy cuồng giã huyết linh đan khẳng định có thể nghiền ép tất cả, đây chính là thánh dược trong nhật nguyệt cảnh, chỉ có đan dược cấp 9 mới có thể vượt qua. Ánh mắt của lăng hàn đảo qua, người dự thi nơi này trừ hắn ra, lại không có người nào đạt đến tinh thần cảnh, vậy trên lý thuyết là không có ai có thể luyện đến gia thần đan cấp 9 đương nhiên cũng có khả năng ngoại lệ, như Lăng Hàn bởi vì tu ra cực cảnh, lại thêm tu luyện bất diệt thiên kinh, thần thức mạnh mẽ, ở nhật nguyệt cảnh đỉnh cao thì có thể miễn cưỡng luyện chế đan dược cấp 9. Có điều, nơi này hẳn không có quái thai như vậy. Lăng Hàn không có cậy mạnh đi luyện chế đan dược cấp 9, bởi vì hắn vẫn không có nếm thử, liền lựa chọn luyện cuồng giã huyết linh đan, ngược lại đây nhất định có thể giúp hắn lấy số 1. Oanh, lô hỏa đầy trời, có người bởi vì thành tích phía trước không tốt, quyết định ở vòng này liều một phen, lựa chọn luyện chế đan dược ngoài năng lực của mình, kết quả tự nhiên là bạo lô, cơ hội chỉ có một lần, thất bại liền xong. Đại bộ phận người chỉ là đan sư cấp 5 cấp 6, bởi vậy, bọn họ chỉ dùng 2 3 ngày liền luyện chế thành đan dược, sau 5 ngày, chỉ có chừng trăm người còn đang luyện đan. Sau 10 ngày, con số này rơi xuống 9 người, chỉ cần 9 người này có thể luyện chế thành công, vậy 9 người đứng đầu khẳng định là bọn họ. Rất đơn giản, đan dược càng cao cấp luyện chế cần thời gian càng dài. Đáng tiếc Đi tới ngày thứ 12, có người bạo lô, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hối hận đến hắn phun máu 3 lần, suýt chút nữa hôn mê. Nửa tháng sau, tám người còn lại trước sau thu công, toàn bộ thành đan. Mỗi người bọn họ tràn đầy tự tin, cho là đan dược mình luyện chế tất có thể lấy thứ nhất. Từ thời gian luyện chế có thể kết luận, đan dược của tám người đều là cấp 8, vậy phải nhìn độ khó luyện chế. Lâm Bạt Đao, luyện chế thành công nhập hư đan, Lâm Tân tuyên bố, nghe nói như thế nhất thời có ba người lộ ra vẻ ảm đạm. Không sánh bằng, không sánh bằng, mọi người đều là đan sư, tự nhiên biết loại đan dược nào dễ luyện, loại nào khó luyện, cho dù không có trọng tài, chỉ cần bọn họ nhìn người khác luyện cái gì, liền biết là thua hay thắng. Có điều, Lâm Sơ Ảnh, Lâm Dương, Trương Phong mặt không biến sắc, có vẻ vẫn rất tự tin. Lâm Dương, luyện chế thành công Minh Âm Đan, dứt tiếng, Lâm Bạt Đao cùng Lâm Dương nhìn nhau một cái, ánh mắt như kiếm, tràn ngập ý tranh tài. Hai loại đan dược này độ khó luyện chế không phân cao thấp, bởi vậy, ai hơn một bậc phải xem phẩm chất của đan dược. Trương Phong, luyện chế thành công ra liệt viêm chân đan. Trương Phong cười nhạt, liệt viêm chân đan, nhập hư đan, minh âm đan cùng một độ khó, mà nói đến phẩm chất, hắn ở trên đan đạo đắm chìm 50 vạn năm, chẳng lẽ còn không bằng mấy tiểu tử vắt mũi chưa sạch sao? Lâm sơ ảnh, luyện chế thành công hồn thiên đan, ầm, um, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, tất cả mọi người khiếp sợ, Hồn Thiên Đan a, độ khó luyện chế vượt qua Minh Âm Đan mấy lần. Lâm Sơ ảnh ngạo nhiên nở nụ cười, chính như dự liệu của nàng, nàng đoạt tứ hạng thứ nhất, trở thành quán quân hoàn toàn xứng đáng. Cuối cùng, Lâm Tân nhìn về phía Lăng Hàn, Lăng Hàn khẽ mỉm cười, mở nắp lò ra, nhất thời, một điểm sáng màu đỏ từ trong lò bắn ra, nhanh vô cùng. Lâm Tân nhanh tay nhanh mắt, một phát liền nắm lấy quang điểm, trên khuôn mặt già nuôi nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Đan dược này, lại có tư thế thông linh hết thảy đan sư đều biết, đan dược phải bước vào cấp 10 mới có thể thông linh. Mà ở dưới cấp 10, nếu như đan dược có thể thông linh, vậy tất nhiên là thánh dược. Cái này đến tột cùng là đan dược gì? Các lão đan sư ở phụ cận vây quanh, mỗi người nhíu mày, giật mình không thôi. Cuồng dã huyết linh đan, rất nhanh, có người kinh ngạc hốt lên. Tuy đan dược này đã sớm thất truyền, nhưng thành đan vẫn bảo tồn lại, được khen là tiểu thánh dược. Thật là cuồng dã huyết linh đan, chơi ạ, à có thể luyện ra cuồng giã huyết linh đan, nói rõ thực lực đan đạo của người này đã có thể tiến quân cấp 9. Có thể coi là đại sư, giống võ đạo, đan sư cấp 9 là một cửa ải, muốn vượt qua cực kỳ khó, mà ở đan sư cấp cao xem ra, tên đại sư chỉ có đan sư cấp 9 trở lên mới có thể xứng. Bọn họ dồn dập nhìn về phía lăng hàn, ánh mắt hừng hực. Quá kinh người, chuẩn đan sư cấp 9 dưới 500 tuổi. Đừng nhìn lâm sơ ảnh mới 200 tuổi, nhưng chỉ cần nàng không cách nào ở trong 300 năm đột phá tinh thần cảnh, vậy nàng không thể thành đan sư cấp 9, tự nhiên cũng không cách nào sánh vai với Lăng Hàn. Cái này vẫn là không ai biết số tuổi thật sự của Lăng Hàn, nếu biết hắn chưa tới 50 tuổi, vậy khẳng định sẽ kinh hãi đến tê cả ra đầu. Thứ nhất là, Lăng Hàn, Lâm Tân tuyên bố, cái này không có chút hồi hộp nào, cũng không hề có dị nghị, ai dám nói mình luyện chế ra đan dược có thể vượt qua cuồng dã huyết linh đan. Có điều, bởi vì Lâm Sơ Ảnh trước ba vòng đều thứ nhất, vòng cuối cùng cũng xếp tới thứ hai, bởi vậy cho dù luyện đan chiếm tỷ trọng lớn nhất, nàng vẫn thu được thứ nhất, Lăng Hàn đành phải thứ hai. Nhưng ai cũng không cho rằng Lăng Hàn thật không bằng Lâm Sơ Ảnh, chỉ là hắn quá trẻ, lại không có dung hợp ký ức của ai, bằng không lấy biểu hiện yêu nghiệt của hắn lúc trước, tuyệt đối có thể tiến thêm một bước nữa. Đối với kết quả như thế, mặc dù Lâm Vũ khởi có chút tiếc nuối, nhưng cũng hài lòng. Chương 1457, cái thông minh kém này là ai a? À? Được rồi, người thứ hai a cái này đủ để vì an viễn chi mạch thắng được 99 tiêu chuẩn. Trở lại nơi ở, Lâm Vũ khởi khó nén hưng phấn, suýt chút nữa nhào vào trong lồng ngực của Lăng Hàn, reo lên. soái ca, đại công cáo thành, không đến hôn một cái sao. Nàng chu môi đỏ, sáng rực rỡ vạn phần, thấy Lăng Hàn không hề bị lay động, mị nhãn của nàng xoay một cái, đột nhiên vỗ mông của mình một cái, đùng, lanh lảnh lọt vào tai, mà cái mông no đủ thì tạo nên từng vòng phóng túng, cực kỳ mê người yêu tinh đại yêu tinh di hàn tâm nghiên xấu hổ chết mất vội kéo lâm vũ khởi đi một hồi ghép mình và lăng hàn một hồi lại muốn lăng hàn làm dượng của nàng người nháo loại nào a à. lăng hàn thì thầm kêu không chịu nổi hắn cũng không phải thông thái dởm sức đề kháng cũng có hạn a à. hắn trở lại gian phòng của mình vội vã tiến vào hắc tháp cùng thiên phượng thần nữ cẩn thận thân thiết một phen lúc này mới đuổi đi dáng dấp quyến rũ của lâm vũ khởi sau này có loạn tinh nữ hoàng ở bên người là tốt rồi ngụy lực của nữ hoàng này to lớn nhất, chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, mỹ nữ khác đều như cỏ dại. Lại ba ngày sau, Lâm Vũ khởi liền không nhịn được thuốc lăng hàn lên đường. Không đi không được a, à, mỗi người đều chạy tới đào góc tường, một bộ chỉ cần lăng hàn đáp ứng gia nhập chi mạch của bọn họ, điều kiện có thể tùy tiện mở. Như bác Sa Chi Mạch thậm chí nói có thể gả Lâm sơ ảnh cho Lăng Hàn, nhưng điều kiện là Lăng Hàn ở rể. Tuy Lâm Vũ Khởi rất tin tưởng định lực của Lăng Hàn, nhưng lo lắng thời gian lâu dài Lăng Hàn sẽ không ngăn được. Dù sao, một cái, hai cái mỹ nữ đánh không lại mị lực của nàng, nhưng 10 cái, 100 cái thì sao? Vẫn là sớm đi tốt nhất, ba người khởi hành trở về, Lâm Vũ khởi cùng Hàn Tâm Nghiên muốn về An Viễn Chi Mạch trước, còn có nửa năm thời gian, nói dài căn bản không dài, bọn họ phải chọn lựa ra 99 ứng cử viên phù hợp, đương nhiên, một cái trong đó khẳng định là để cho Lăng Hàn. Lăng Hàn cùng hai nữ ước định một chỗ, tới nơi đó trước, hắn liền vào hắc tháp, tiếp tục đắm chìm trong thế giới dược liệu, tăng lên khả năng phân biệt của hắn. Thời gian lặng yên mà qua, nửa năm trôi qua rất nhanh. Lăng Hàn cuối cùng hài lòng rời hắc tháp, hắn đã hoàn toàn hiểu rõ 81 vạn loại dược liệu, cho dù cắt nát toàn bộ dược liệu, lại hỗn hợp đến cùng một chỗ, hắn cũng có thể phân loại bọn chúng ra, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Hiện tại nếu như lại tiến hành tỉ thí, hắn sẽ không có chút hồi hộp mà đoạt thứ nhất, hơn nữa còn là nghiền ép. Sau 3 ngày, Lâm Vũ khởi xuất hiện, lần này không chỉ nàng cùng Hàn Tâm Nhiên, mà mang theo một đội ngũ rất khổng lồ. Đếm một chút, cộng với Lăng Hàn, vừa vặn là 99 người. Nói cách khác, bọn họ là ứng cử viên tiến vào Dược Vương Quật. Trong chuyến này, ngoại trừ Lâm Vũ khởi, còn có một tên cường giả tinh thần cảnh, nhìn qua vẫn chưa tới 30 tuổi, biểu hiện trong lúc đó có vẻ cực kỳ kiêu ngạo, một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ. Người chính là Lăng Hàn, người kia bế ngế nhìn Lăng Hàn, khóe miệng mang theo một tia xem thường. Đừng tưởng rằng ngươi thay an viễn nhất mạch thắng được nhiều tiêu chuẩn như vậy, liền có thể tự xưng công thần. Làm nô tài chỉ là nô tài mà thôi, không nên vọng tưởng trời cao. Miệng nó, não phế A, à. Lăng Hàn vẫn không nói gì, liền bị Lâm Vũ khởi kéo sang một bên, mà nhìn thấy cảnh này, trên mặt của người kia cũng lộ ra không thích rõ ràng. Con chim mốc này là ai? Lăng Hàn hỏi, không cần để ở trong lòng. Lâm Vũ khởi vội vàng nói, hắn gọi Lâm Tử Hoành là con trai độc nhất của tộc trưởng bản mạch tuy thiên phú đan đạo không cao, nhưng là thiên tài võ đạo, tu đạo hơn 60 vạn năm cũng đã là tinh thần cảnh trung cực vị. Lăng Hàn không phản đối, trung cực vị mà thôi, hắn một tay liền có thể chân áp. Biết ngươi lợi hại, Lâm Vũ khởi cho hắn một nụ cười ngọt ngào. Đừng chấp nhặt với hắn, hắn chỉ là nghe nói công lao của ngươi, đố kỵ mà thôi. Lăng Hàn hừ một tiếng nói, ngươi xác định hắn chỉ đố kỵ công lao của ta. Người này rõ ràng có ý nghĩ với Lâm Vũ Khởi, hiện tại đại yêu tinh cùng hắn thân cận khó tránh khỏi ghen tuông. Trên thực tế, hắn cực kỳ oan, nói chung không cần để ý hắn, Lâm Vũ khởi bày ra dáng dấp tiểu nữ nhân, có được hay không, coi như là người ta cầu ngươi. Lăng Hàn không chịu được, trực tiếp phất tay áo bỏ đi, lên xe ngựa, cái này gọi là mắt không thấy tâm không phiền. Lâm Vũ khởi nở nụ cười xinh đẹp, tuy Lăng Hàn luôn một bộ tránh xa nàng, nhưng vẫn xem nàng là bằng hữu, bằng không lấy thực lực cùng tính khí của hắn, khẳng định đã đánh Lâm Tử Hoành thành đầu heo. Lúc này không phải một chiếc xe ngựa, mà là một đội xe ngựa, mang theo 99 người, một đường loạn tròa loạn choạng, trò, lại một lần nữa đi tới lâm ra tổ địa ở Thanh Vũ Thành. Người của trăm mạch gần như đến đông đủ, mạch ít nhất vẻn vẹn phái ra một người, ngược lại không phải bọn họ không có người, mà là chỉ có một tiêu chuẩn, ai bảo bọn họ đạt được thành tích lót đáy chứ. Nguyên bản an viễn nhất mạch thực lực đếm ngược lần này lại thu được 99 tiêu chuẩn, cái này tự nhiên để rất nhiều người kinh ngạc, mà lâm tử hoành thì một bộ hôi rắm, thật giống như cái này là công lao của hắn, như khổng tước xòe đuôi, tao đến không ra hồn. Chỉ là mặc hắn tao ra sao, lại có mấy người sẵn lòng phản ứng hắn, ngược lại là lăng hàn, tuy đại bộ phận thời gian đều ở trong phòng, nhưng người tới chơi núi liền không dứt để lâm tử hoành đố kỵ đến hai mắt đỏ lên. Không phải là một tiểu đan sư sao, kiêu ngạo cái gì. Lâm tử hoành ăn vị, không cam lòng danh tiếng đều bị cướp đi. Thất thúc, hiện tại để tiểu tử này hung hăng, chờ thêm mấy ngày tiến vào dược vương quật, chúng ta tìm một cơ hội lén lút giết chết hắn không phải được sao có chó săn đề nghị lâm tử hoành xoay chuyển ánh mắt nói không sai ta có thể mượn cớ chia quân thành hai đường thu được càng nhiều cơ duyên sắp xếp tên kia vào đội ngũ của ta sau đó sẽ tìm một cơ hội giết chết hắn chính phải thất thúc ngươi là tinh thần cảnh chung cực vị gia hỏa kia chỉ là tiểu cực vị hơn nữa còn là sơ kỳ căn bản không đáng nhắc tới chó săn nịnh hót nói ngay cả nữ nhân ta vừa ý cũng dám đánh chủ ý, người đây là tự tìm đường chết." Lâm Tử Hoành uy nghiêm đáng sợ nói. Chương 1458, Tử Ngọc Cửu Đạo Thụ. Thành phố Thành, ở cực kỳ lâu trước đây kỳ thực là một dãy núi, không có dấu chân người. Sau đó, tứ đại gia tộc định cư ở đây, trải qua vô số năm phát triển, cuối cùng mới hình thành thánh địa Đan Đạo này, được vô số đan sư ngóng trông. Nghiên cứu nguyên nhân, chính là bởi vì lối vào dược vương quật ở chỗ này, mà chính vì che lấp nơi căn bản Bảo Lâm Các mới thành lập Thanh Vũ Thành, ai có thể nghĩ tới, dưới thành thị này trấn áp lối vào của một thượng cổ bí cảnh. Lăng Hàn, Trương Phong đều bị yêu cầu phát ra đạo thể, tuyệt không nói bí mật của Dược Vương quật cho người khác, bằng không bọn họ sẽ không được phép tiến vào. Sau đó, mấy vị đại nhân vật xuất hiện, là cường giả Hằng hà cảnh, lấy bảo khí mở ra đại môn của Dược Vương quật. Vô số năm trước, tổ tiên của tứ đại gia tộc chính là được chìa khóa mở ra quỷ vương quật, mới có bảo lâm các sau này. Đường Nối hiện, là một cánh cửa ánh sáng xoay tròn, chỉ có người phù hợp điều kiện mới có thể tiến vào, nếu không sẽ bị bài xích, chỉ ít hằng hà cảnh là không cách nào cậy mạnh tiến vào. Bởi vậy có thể thấy được, lúc trước chủ nhân của Quỷ Vương Quật chỉ ít cũng là sáng thế cảnh. Cân nhắc đến Quỷ Vương Quật truyền thừa tất cả là đan dược, vậy vị này chỉ ít cũng là thánh đan sư cấp 17. Truyền thừa của hắn, tự nhiên quý giá. Lần này đương nhiên không chỉ Lâm gia, còn có ba gia tộc lớn khác của Bảo Lâm Các, dựa theo tứ đại gia tộc quy định, lần này do Hàn gia vào trước, sau đó là Lâm gia, Thi gia cùng Hoàng gia. Đến phiên Lâm gia, mọi người từng nhóm tiến vào, nhóm đầu tiên đương nhiên là Bắc Sa Chi Mạch, bọn họ là quán quân lần này, nhóm thứ hai là An Viễn Chi Mạch, do Lâm Tử Hoành mang đội, mặt đầy ngạo khí, thật giống như toàn bộ thiên địa nằm dạp ở trước mặt của hắn. Xeo, Lăng Hàn chỉ cảm thấy thân thể sản sinh một luồng cảm giác lôi kéo, tiếp đó, hắn liền đến một nơi khác. Đây là một thiên địa hoàn toàn mới, trong không khí tràn ngập mùi thuốc, Tầng thứ nhất dược vương quật, phóng tầm mắt đánh giá, nơi này là từng mảng đồi núi, mà trong đồi núi thì lại khắp nơi trồng dược thảo, có thể nhìn thấy có rất nhiều người ở trong vườn thuốc tới tới lui lui, tỉ mỉ chăm sóc. Nơi này lại có thể có người. Không đúng, Lăng Hàn lập tức lắc đầu, hắn phát động chân thị chi nhãn nhìn thật cẩn thận, kia không phải là người, mà là từng bộ khôi lỗi, chỉ là hình thái tương đối chân thực nên mới nhìn không khác người thật. Dược vương quật 9 tầng, mỗi một tầng đều có tuyệt thế bảo dược nhưng rất không dễ lấy. Lâm Vũ khởi xuất hiện, nhìn Lăng Hàn giải thích, cũng bởi vì những khôi lỗi kia chăm sóc, bởi vì chúng ta chỉ có thể mỗi 10 vạn năm đi vào một lần, liền phải dựa vào chúng nó quản lý vườn thuốc, tuyệt không thể phá hoại bọn chúng. Bởi vậy, muốn ở dưới điều kiện không thương tổn bọn chúng hái thần dược, cực kỳ khó khăn. Lăng Hàn gật đầu, nếu quét dọn sạch sẽ những khôi lỗi này, vậy hái thuốc đương nhiên đơn giản, nhưng đây là chỉ thấy lợi trước mắt, lẽ nào vì lần này, sau này liền không lấy. Tứ đại gia tộc nghiêm lệnh không được phá hoại khôi lỗi bảo vệ thảo dược, đây là rất sáng suốt, cũng rất nhìn xa. Có điều, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể lên tới tầng 8, tầng thứ 9. Từ trước đến giờ không ai có thể tiến vào. Lâm Vũ khởi lại nói, từ tình huống tầng 8 trước đến xem, trong tầng thứ 9 tất nhiên có thánh dược. Đạt đến cấp 17, đan dược mới có thể xưng là thánh dược. Vũ khởi, vì tăng lên hiệu suất, chúng ta vẫn là tách ra mà đi. Lâm Tử Hoành lập tức nói, hắn đã nhịn hồi lâu, lại không muốn nhìn thấy lăng hàn cái ra hỏa làm người ta ghét này lâm vũ khởi ước gì như vậy lúc này gật gù đồng ý ngươi đi theo ta lâm tử hoành chỉ vào lăng hàn nói không được lâm vũ khởi vội vã nhảy ra ngoài hắn là người của ta phải cùng ta một chỗ trong lòng lâm tử hoành không khỏi tức giận đi ra ngoài một chuyến liền có người của nàng hắn hừ một tiếng nói không nên quên trước khi lên đường tộc trưởng chính miệng nói chuyến này ta làm chủ trong lòng Lâm Vũ khởi lắc đầu, nàng tự nhiên biết Lâm Tử Hoành đánh ý định gì, mà nàng mở miệng ngăn cản, kỳ thực là cứu Lâm Tử Hoành. Lâm Tử Hoành cũng không biết, Lăng Hàn ngay cả Lâm Phong cũng có thể ung dung đánh bại, mà thực lực của Lâm Phong tuyệt không dưới Lâm Tử Hoành. Ta đồng hành với ai, kia là chuyện của ta. Lăng Hàn mở miệng, ngữ khí bình thản, ta chỉ là trưởng lão vinh dự, các người quản không được ta, nếu tiến vào nơi này, vậy ai đi đường nấy đi. Nói xong, hắn trực tiếp vọt ra, bước về phía trước, triển khai trích tinh bộ, nhanh như chớp giật. Xem ở mặt mũi của Lâm Vũ Khởi, hắn tha Lâm Tử Hoành lần thứ hai. Nhưng sự tình bất quá tam, nếu Lâm Tử Hoành lại không biết điều, hắn tất nhiên sẽ vô tình hạ thủ. Trong lòng Lâm Vũ Khởi không khỏi thở dài, phải biết giá trị võ lực của Lăng Hàn cao đến kinh người, có hắn ở đây, nhóm bọn họ thu hoạch nhất định sẽ tăng nhiều, ai bảo Lâm Tử Hoành quá thiền cần. Cũng được, như vậy chỉ ít sẽ không nổi lên xung đột. Quỷ nhát gan, Lâm Tử Hoành diếu cợt một tiếng, nếu lăng hàn chạy vậy phân đội ngũ liền không còn ý nghĩa nhưng lâm vũ khởi sao chịu đáp ứng ngược lại là ngươi nói muốn tách ra a à. cuối cùng bọn họ vẫn quân chia thành hai đường đoàn người lâm sơ ảnh cũng không có đi xa thấy cảnh này nàng không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý nàng có thể không ngại thừa lúc vắng mà vào bắt lấy lăng hàn nàng ném ra một câu vội vàng đuổi theo lăng hàn nhưng tốc độ của lăng hàn nhanh bực nào hơn nữa nàng chỉ vừa bước vào nhật nguyệt cảnh làm sao có khả năng truy bắt chỉ một cái chớp mắt liền mất đi hình bóng của Lăng Hàn. Lại nói Lăng Hàn một thân một mình mà đi, hắn một bên bay lượt, một bên nhìn quét vườn thuốc phía dưới, thần dược phổ thông, hắn căn bản khinh thường lãng phí thời gian đi lấy, trong hắc tháp vốn có lượng lớn dược liệu. Đi hơn nửa ngày, hắn đột nhiên ngừng lại, phía trước hiện ra một cây cao gần 10 trượng, toàn thân như phỉ thúy, ánh sáng óng ánh, hiện màu đỏ tím, tán cây mở ra, tràn ngập vẻ đẹp tự nhiên. Ngoại hình kỳ lạ đương nhiên không phải nguyên nhân để Lăng Hàn ngừng chân, mà bởi vì đây là một cây thần thụ cấp 10. Tử Ngọc Cửu Đạo Thụ, loại thần thụ này hết sức kỳ lạ, trăm vạn năm liền có thể nở hoa kết quả, nhưng trái cây chỉ có thể làm dược liệu cấp 2, về sau 200 vạn năm lại mở hoa kết quả, trái cây có thể vào thần dược cấp 3. chương 1459, Tiên Kiếm Thông Linh. Sau đó, 400 vạn năm vào cấp 4, 8 triệu năm vào cấp 5, cuối cùng, hơn 200 triệu năm có thể vào cấp 10. Mỗi giai đoạn, sắc thái của Từ Ngọc Cửu Đạo thụ đều không giống nhau, chỉ có hoa nở 9 lần mới sẽ biến thành màu đỏ tím. Sau đó, mỗi cách hơn 200 triệu năm nở hoa, kết quả một lần, tổng cộng là 9 lần, sau 9 lần, cây chết. Bởi vậy, mới có tên là Từ Ngọc Cửu Đạo thụ. Thần thụ cấp 10, kết ra đương nhiên là thần quả cấp 10. Trái cây hơi chút non, e là ít nhất cũng phải mấy triệu năm nữa mới có thể thành thục. Nhưng đối với Lăng Hàn mà nói, rút dễ trồng vào hắc tháp mới là vương đạo. May là đi một mình, nếu không bị đại yêu tinh kia biết ta muốn trừ tận gốc, nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, dược phương quật này chỉ là bảo lâm các phát hiện, lại không phải của bọn họ, vì lẽ đó, ta lấy cũng là lấy, không cần khách khí. Ở Lăng Hàn xem ra, bảo lâm các chỉ là chiếm cứ nơi này, nhưng không thể xem như chủ nhân. Nói thí dụ như, ngay cả bọn họ muốn thu lấy dược thảo nơi này, vậy cũng tách ra khôi lỗi, nhưng nếu như chủ nhân chân chính, cần phiền phức như thế sao? Hơn nữa với ta mà nói, khôi lỗi cũng là lễ vật, không biết vị này mạnh bao nhiêu. Lăng Hàn nhìn chằm chằm một khôi lỗi hình người ở dưới cây, trong ánh mắt tràn ngập ý cười. Chuyện này quả thật chính là đưa cho hắn đại lễ A. À. Khôi lỗi không có thần trí, bởi vậy hát tháp có thể ung dung thu lấy, cho dù nắm giữ lực lượng của sáng thế cảnh cũng không có tác dụng, trừ khi có thể sinh ra thần trí. Lăng Hàn hơi nghiêng người đi, đi tới dưới cây, nguyên bản khôi lỗi đang chăm sóc thần thụ lập tức bị kinh động, trong nháy mắt bùng nổ ra tốc độ kinh người công về phía lăng hàn lăng hàn cũng không có lập tức vận dụng hắc tháp mà cùng nó kích đấu một chiêu thử xem phẩm chất của tên này oanh lăng hàn nhất thời bị đánh bay cả người phun ra một đám mưa máu nhuộm đỏ cả quần áo lực lượng thật lớn lăng hàn thầm nói lực lượng của khôi lỗi này đạt đến tinh thần cảnh đại viên mãn tự nhiên là hoàn toàn nghiền ép hắn một đòn xuống liền để hắn ăn thiệt nhỏ thần cốt cũng vang vọng bong bong thật giống như muốn tan vỡ Khôi lỗi đương nhiên sẽ không có bất kỳ tâm tình chập chờn một bước dài đuổi theo, muốn đánh giết Lăng Hàn. Được rồi, Lăng Hàn vung tay lên, thần thức trong nháy mắt bao vây đối phương, hơi suy nghĩ, veo, khôi lỗi này liền biến mất. Trong hắc tháp, Lăng Hàn chính là chân thần, hắn dễ dàng liền dỡ khôi lỗi này xuống, sau đó đại hỷ phát hiện, cái khôi lỗi này lại có 7 phần 10 bộ phận trở lên là dùng thần thiết tạo thành. Thật nhiều thần thiết a phát, phát, kiếm bộn rồi. Sao ôi con mẹ nó, đọc mà không nhịn được cười. Lăng Hàn quyết định, coi như không chiếm được một tờ đan phương, hắn cũng phải lấy hết khôi lỗi cấp 8 nơi này, cho tiên ma kiếm nuốt chừng. Có điều, hiện tại trước tiên cần phải thu tử ngọc cửu đạo thụ. Này ngược lại đơn giản, Lăng Hàn đưa tay ra, dưới lực lượng kinh khủng, dễ dàng liền thu hồi thần thụ, đưa vào trong hắc tháp, sau đó trồng xuống, chuyện này ý nghĩa là cây thần thụ này liền chân chính thuộc về hắn. Kha kha, tiếp tục, Lăng Hàn tràn đầy phấn khởi tăng lên phẩm chất của tiên ma kiếm được hắn đặt ở thứ nhất. Hắn tiếp tục tiến lên, nơi này nhiều chính là dược liệu, không bao giờ thiếu đúng là khôi lỗi. Lăng Hàn cũng không chỉ thấy lợi trước mắt, lấy đi hết thảy khôi lỗi, mà quan sát, nếu lực lượng của khôi lỗi đạt đến cấp bậc tinh thần cảnh, vậy nói rõ vật liệu tất nhiên là thần thiết cấp 9, tự nhiên không khách khí thu lấy, nếu không có đạt đến, vậy hắn sẽ không thu, để những khôi lỗi này tiếp tục ở đây làm việc. Đây là nẻ mặt Lâm Vũ khởi dù sao cũng nhờ đối phương hắn mới có cơ hội tiến vào nơi này, làm người không thể quên cội nguồn. Dù như vậy, hắn cũng thu lấy rất nhiều khôi lỗi. Hơn nữa, cần khôi lỗi như vậy trông coi, vậy tuyệt đối là thần dược cấp 8 trở lên, bị lăng hàn thu đến không còn biết trời đâu đất đâu. Người của Bảo Lâm các đi vào, sẽ giữ nghiêm huấn, dược liệu không thành thục không lấy, nhưng lăng hàn không có lo lắng như vậy, thu vào hắc tháp, vậy sống chỉ có thể càng tốt hơn càng nhanh hơn, không tồn tại chuyện lãng phí hắn một bên thu khôi lỗi thu thần dược, một bên phá khôi lỗi lấy thần thiết, để tiên ma kiếm nuốt chừng. Bởi vì tứ đại gia tộc đã khống chế nơi này mấy ức năm, ngoại trừ tầng thứ 9 ra, hầu như đều có tư liệu tỉ mỉ, địa đồ cũng vô cùng rõ ràng, lăng hàn dựa theo địa đồ mà đi, gần như dùng 10 ngày thời gian mới đi hết địa phương có giá trị. Trên bản đồ, rõ ràng biểu thị ra chỗ nào có thần dược đẳng cấp nào, thậm chí ngay cả lúc nào nên hái cũng viết thanh thanh sở sở, đây là từng đời tâm huyết của tứ đại gia tộc kết tinh ra. Hiện tại, Lăng Hàn chỉ chưa đi thần điện liên thông tầng thứ hai, địa phương đáng giá càn quét khác hắn đều đã chuyển qua. Lần này tiên ma kiếm hẳn lên cấp A, hiện tại kiếm ma kiếm đã khôi phục như trước, hắn lấy ra một khối thần thiết cấp 9, để tiên ma kiếm nuốt chừng, khi khối thần thiết này hóa thành cặn bã, tiên ma kiếm cũng thả ra ánh sáng chói mắt, như thái dương. Cấp 10, Lăng Hàn cười to, phẩm chất của tiên ma kiếm đã vượt qua cảnh giới của hắn, nhưng bởi vì trong thân kiếm lạc ẩn ý chí võ đạo của hắn, nên phẩm chất tăng lên, uy lực lại tăng lên không lớn. Không có ai chủ đạo, khí dù sao chỉ là khí. Lăng Hàn cũng không thèm để ý, cho tiên ma kiếm liền cùng tiết tấu với hắn, chỉ cần hắn bước vào chung cực vị, tự nhiên có thể tăng uy lực của tiên ma kiếm lên. Vèo, một bóng người cướp đến, đứng ở trước người Lăng Hàn mười trượng. Buông kiếm, sau đó cút, người này lạnh lùng nói, đây là một nam tử khuôn mặt âm trầm, vóc người cao gầy, năm ngón tay dài nhỏ mà mạnh mẽ, vừa nhìn chính là tay cầm kiếm. Lăng Hàn không khỏi bật cười nói, người đây là đánh cướp ta sao, người này chỉ là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, thật không biết Dũng khí từ đâu tới. Cũng đúng, hiện tại Lăng Hàn thu lại khí tức, không tới tinh thần cảnh là tuyệt đối không nhìn ra hắn sâu cạn, mà dáng vẻ của hắn lại quá trẻ tuổi, ai có thể tin tưởng hắn là tinh thần cảnh. Thanh kiếm này, rơi vào trong tay người quá trả đạp. Nam tử này nói, ánh mắt nhìn về phía tiên ma kiếm tràn ngập hào quang kỳ dị, đây quả thật là ánh mắt chỉ có người chân chính yêu kiếm mới có thể nắm giữ.